kính thưa quý vị trong phần giải đáp hôm nay thiền gia soạn giả nguyễn nhân viện chủ tổ đình chùa thiền tông tân diệu sẽ giải đáp cho 8 vị gồm một Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 2. Bùi Thị Tươi, cư ngụ xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 3. Nguyễn Thị Điệp, cư ngụ khu phố 5, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 4. Nguyễn Huỳnh Long, cư ngụ Vĩnh Thuận, Kiên Giang 5. Tô Thị Thu Hoài, cư ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 6. Nguyễn Thị Bích, cư ngụ phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 7. Nguyễn Đức Thành, cư ngụ thành phố Huế. 8. Nguyễn Thị Thùy Trang, cư ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đầu tiên là 28 câu hỏi của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh như sau. Thưa bác, Cháu là Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi bác Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kim trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu 28 câu hỏi. Xin bác giải đáp cho cháu. Cảm ơn bác. Câu hỏi thứ nhất của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, con người có năm thứ tánh. Khi con người làm đều sai về Thiền Tông mà muốn sám hối nhưng tánh cô hồn không cho. Như vậy thì tánh cô hồn này là ở trong thân mình hay là cô hồn ở ngoài thân mình thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 1 của Nguyễn Thành Tài. Khi con người làm điều sai với thiền tông mà muốn sám hối nhưng không sám hối được là do cô hồn đã nhập hẳn vào thân của người đó rồi nên nó không cho người này sám hối. Câu hỏi thứ hai của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, thần chủ, thánh chủ, tiên chủ không có tuổi thọ, còn thần thừa hành thì có tuổi thọ 500 năm. Có phải vậy không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 2 của Nguyễn Thành Tài. Tất cả thần, thánh, tiên, hương linh, cô hồn, vân vân đều không có tuổi thọ tức sống hoài còn loài người mà tu được làm thần là tu để hưởng phước thần hưởng phước nhiều nhất là 500 năm thôi rồi phải quay trở lại làm người tạo nghiệp khác đi luân hồi nữa câu hỏi thứ ba của Nguyễn Thành Tài cư ngụ huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh thưa bác tiên thừa hành thì có tuổi thọ là bao nhiêu năm thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Nguyễn Thành Tài. Tiên thừa hành thì không có tuổi thọ. Ở trong ban tiên làm việc hoài. Khi ban tiên tan rã mới thôi. Rồi muốn trở về Phật giới thì về. Hay tiếp tục vào ban khác. Tiếp tục làm tiên cũng được. Câu hỏi thứ tư của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, khi mang thân, thần có sinh ra theo quy luật âm dương không, Thưa Bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Nguyễn Thành Tài. Ở trái đất, hai tam giới âm dương này làm gì cũng phải theo quy luật âm dương hết. Âm dương tứ đại khác với âm dương điện từ. Âm dương tứ đại tốt thì sinh con ra tốt, tuổi thọ con người cao âm dương bằng điện từ thì sinh theo nghiệp tùy theo nghiệp mà sinh ra còn hưởng phước bao nhiêu năm là do nghiệp của người đó tạo ra câu hỏi thứ năm của nguyễn thành tài cư ngụ huyện nhà bè thành phố hồ chí minh thưa bác khi trái đất sắp bị bể thành bụi không gian thì trời tứ thiên vương điều khiển các hành tinh khác đến có loài nào sống trên đó không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 5 của Nguyễn Thành Tài. Khi trái đất sắp bị bể thành bụi không gian, trời tứ thiên vương điều khiển các hành tinh khác đến gần hành tinh sắp bị bể này để thay thế. Hành tinh mới này đã có đầy đủ các loài sống trên đó, chỉ thiếu loài người thôi. Câu hỏi thứ 6 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, theo chu kỳ thành trụ hoại diệt của trái đất là 10 tỷ năm sẽ bị tan rã thành bụi không gian. Bên trong lõi của trái đất là khối cầu lửa đang cháy. Theo con hiểu là lửa thì phải cần có oxy mới cháy được. Thưa bác, cấu tạo của lõi trái đất như thế nào mà lửa cháy được nhiều năm như thế thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Nguyễn Thành Tài. Trong ruột trái đất có viên đá tổ ong Giống như cái mão vua vậy Nên gọi là đá mão nhiệt vương Đá mão nhiệt vương này chứa đầy khí hydro Tức chứa khí và hydro Nên có lửa là cháy được Dung lượng khí và hydro này Cháy trong loại trái đất là 10 tỷ năm Thì trái đất mới tan rã Các nhà khoa học hiện nay họ thí nghiệm như sau họ bỏ một phần thật nhỏ khí hydro vào cái bình thủy tinh đậy nắp kính lại đốt cho cháy thế mà cả năm khí hydro vẫn còn cháy tức khí hydro này nó không như khí ga mà chúng ta đang sử dụng là phải có oxy mới cháy được câu hỏi thứ bảy của nguyễn thành tài cư ngụ huyện nhà bè thành phố hồ chí minh thưa bác các phun trào núi lửa có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của trái đất không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Nguyễn Thành Tài. Núi lửa phun trào là do trong ruột trái đất có khí hydro cháy. Như chất khí nên phải phun trào ra, bỏ bớt khí. Núi lửa giống như là cái xúc bắp tự động xì hơi. Thừa hơi là xì ra vậy. Vì vậy, khi khí hydro trong ruột trái đất cháy mà phát ra khí nhiều quá thì nó phải xì ra bớt để trái đất không bị vỡ các núi lửa trên trái đất chính là các lỗ xúc bắp tự động của trái đất này vậy câu hỏi thứ 8 của Nguyễn Thành Tài cư ngụ huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh thưa bác con thấy có mấy vị tu lâu năm khi về già lúc còn sống mà các đệ tử đúc thành tượng để thờ. Thưa Bác, nếu đúc tượng để thờ một vị mà vẫn còn sống như thế, có ý nghĩa gì không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của Nguyễn Thành Tài. Các vị tu lâu năm, khi về già, lúc còn đang sống mà các đệ tử đúc thành tượng để thờ, thì vị này phải mang bệnh. Vì các đệ tử này trù cho thầy mình chết sớm đó. Câu hỏi thứ 9 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, xin bác nói rõ hơn về 12 nhân duyên của một tánh Phật từ khi vào tam giới tạo công đức và cho đến khi trở về Phật giới để hình thành một kim thân Phật rõ ràng cho chúng cháu nghe được không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của Nguyễn Thành Tài mười hai phần của một tánh phật từ phật giới vào tam giới vào trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức cho đến khi trở về phật giới để hình thành một kim thân phật có mười hai công đoạn như sau một tánh phật thắc mắc hỏi kim thân phật hai Kim Thân Phật trả lời cho Tánh Phật biết. 3. Kim Thân Phật đưa Tánh Phật vào trái đất. 4. Kim Thân Phật xin vị thần chủ trái đất cho các Tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức. 5. Vị thần chủ trái đất chấp thuận. 6. Vị thần chủ trái đất mời tất cả các vị thánh chủ trái đất và thánh mẫu, tiên chủ trái đất và tiên mẫu tổ chức buổi lễ tiếp đón các tánh Phật vào trái đất, vào gia đình, xin làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công đức. 7. Ban nghi lễ thần thánh tiên, đọc nội quy và cam kết cho các tánh Phật nghe rằng khi làm con của cha mẹ thì phải sống đúng tư cách của một con người. 8 phải sống đúng với tư cách của con người để không bị nhân quả đợi ngài vị phật cho công bố pháp môn tạo ra công đức chín khi mang thân và tánh người rồi nếu làm bất cứ chuyện gì ở trái đất này là bị nghiệp đi luân hồi không có cơ may tạo công đức được thì việc trở về phật giới rất xa vời 10. khi mang thân và tánh người chỉ ở gia đình lo cho gia đình và lo cho tổ quốc là đủ. 11. Tánh Phật khi mượn được thân và tánh người rồi, không chịu nghe lời dạy bảo của sáu vị, thần chủ trái đất và thần mẫu, thánh chủ trái đất và thánh mẫu, tiên chủ trái đất và tiên mẫu, mà lại nghe người khác làm bậy, thì chắc chắn bị nghiệp, cũng gọi là tạo nhân quả, đi khắp nơi ở trái đất và tam giới. Lưu lạc hàng 50, 60 chục tỷ năm. 12 khi tánh Phật mượn thân và tánh người gặp được pháp môn giải thoát của vị Phật dạy, Quyết chí tạo công đức thì mới trở về Phật giới được. Trên đây là 12 công đoạn của tánh Phật vào trái đất, mượn thân và tánh người tạo công đức để mang trở về Phật giới. Nếu tánh Phật nào mượn thân mà tánh người khi gặp pháp môn giải thoát mà bị các loại cô hồn suối chê, chửi, phá, cướp, triệt tiêu pháp môn giải thoát này thì bị siêu nhân quả vĩnh viễn không trở về Phật giới được. Câu hỏi thứ 10 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, trong kinh có dùng danh từ lưới đế châu, thưa bác lưới này là lưới gì trong tam giới này thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Nguyễn Thành Tài. Trong kinh có dùng danh từ lưới đế châu. Đây là lưới nhân quả. Trong kinh thường hay nói câu lưới trời lộng lộng nhưng không thoát một cộng lông. Ý nói nhân quả ở trái đất này không ai thoát ra ngoài quy luật nhân quả được dù là một cộng lông. Câu hỏi thứ 11 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, mặt trời là có viên đá mão nhiệt vương. Vậy viên đá này được cấu tạo thế nào và có công dụng như thế nào ạ? À? Trong trái đất chúng ta có viên đá này hay không? Nếu có thì nó ở đâu? Thưa bác, bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của Nguyễn Thành Tài. Viên đá mão nhiệt vương này không có ở địa cầu chúng ta đang sống Viên đá Mão Nhiệt Vương này Nằm ở núi đá Mão Nhiệt Vương Trong bầu Hoàng đạo 1, Tam Giới Núi đá Mão Nhiệt Vương này Lớn hơn trái đất của chúng ta gấp 500 lần Đá Mão Nhiệt Vương Là viên đá dành riêng cho ban bệ trời túi thiên vương Sản xuất địa cầu Câu hỏi thứ 12 của Nguyễn Thành Tài Cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Thưa bác, Thánh Chúa Trái Đất lập đạo dạy con người sống nhân, nghĩa lệ, trí tính. Ngoài Thánh Chúa Trái Đất lập đạo, hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều đạo chỉ dạy con người tin theo và nghe theo. Các đạo như thế có phải là do Thánh Chúa lập ra hay không? Hay là của vị nào khác lập ra thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12 của Nguyễn Thành Tài. Cháu phải biết tổ chức trái đất và tam giới này như sau ở trái đất thì có thánh chủ trái đất thánh chúa trái đất gọi là vị làm chúa ở trái đất này về hiển linh thánh chủ trái đất lập ra ba đạo gồm một đạo thần người vào tu để có sức mạnh bảo vệ sống làng và tổ quốc hai đạo thánh người vào tu để học nhân nghĩa lễ trí tính đủ tư cách của một con người Ba, đạo tiên Người vào tu để học nhàn hạ Đủ tư cách của một con người an nhàn Không bị tạo nghiệp Ba đạo này bị thánh chủ trái đất cho lập ra vào cuối thời kỳ đồ đá Chuyển sang thời kỳ đồ đồng Hiện nay thời văn minh nguyên tử Đạo của thánh chủ trái đất không còn tồn tại nữa Mà vị thánh chúa thế giới lập ra ba đạo gồm một đạo hiển linh hai đạo tình thương 3. đạo bác ái câu hỏi 13 của nguyễn thành tài cư ngụ huyện nhà bè thành phố hồ chí minh thưa bác có số người tu theo pháp môn niệm phật thành tựu mà người đó là đạt được vị ngọt trong miệng là sao có phải người này đạt được tam muội không thưa bác hiện tượng này là như thế nào thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 của Nguyễn Thành Tài. Niệm Phật mà có vị ngọt trong miệng, đây là thập đội thánh giúp người đó chứ không phải là đạt được tam muội. Tam muội gọi là chánh định, tức cái định tự nhiên tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Ở trái đất luôn chuyển theo quy luật vật lý của điện tử âm dương, làm gì có ai đạt được định này? duy nhất chỉ có vị Phật đạt được mà thôi. Câu hỏi thứ 14 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, trước đây có nhiều người chưa biết đến thiền tông. Từ khi bác công bố pháp môn thiền tông thì có rất nhiều người tìm đến học. Và khi họ đến với pháp môn thiền tông này thì cũng rất nhiều người có học nói là họ nói là được rơi vào bể tánh thanh tịnh của chính họ. Họ cảm nhận được là họ trải qua giai đoạn là họ mất thân và họ sống bằng tánh Phật trong một thời gian. Thưa bác, các hiện tượng tự nhiên mất thân đó là thế nào? Tại sao có các trường hợp như thế? Thưa bác, các hiện tượng mất thân khi tu theo thiền tông có giống với một người ngồi thiền nhập định hay không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 của Nguyễn Thành Tài. Cháu phải biết, ở thế giới do sức hút của điện từ âm dương nên sinh ra nhân quả luân hồi. Tất cả những người dụng công tu hành hay người không dụng công tu mà ham muốn chứng này chứng kia. Ở trái đất này do sự cuốn hút vật lý của điện từ âm dương, nghe mình mất thân. Trường hợp này từ trước đến nay rất nhiều người tu chứng được như vậy. Đức Phật gọi tu chứng được quả thánh ở trái đất này. Nếu người nào làm theo lời dạy của thánh nữa thì người này sẽ thành thánh ở trái đất này được rất nhiều người cúng cho ăn đây gọi là tu chứng thánh thế gian còn tu thiền tông là để trở về phật giới thành phật không thành bất cứ thứ gì ở trái đất này hãy nghe câu kệ của phật Thế giới vật chất luân hồi, dụng công thành được, luân hồi không ra. Ta là Đức Phật Thích Ca, người muốn giải thoát phải ra luân hồi. Muốn giải thoát thì phải thôi thôi chứng, thôi đắc luân hồi lìa ngay. Câu hỏi thứ 15 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, thời Đức Phật thì các vị đệ tử của Phật họ chứng A la hán như thế nào? Các vị A la hán ngày xưa có nhiệm vụ gì? khi họ cùng đức Phật thành lập đạo Phật. Ngày nay tụi cháu phụ bác phổ biến thiền tông và bảo vệ pháp môn thiền tông này thì tụi cháu cần những gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 của Nguyễn Thành Tài. Thời đức Phật, các vị đệ tử Phật, họ chứng A la hán là để bảo vệ đức Phật và đạo. Còn ngày nay, tụi cháu phụ bác phổ biến thiền tông là để có công đức mang trở về Phật giới thành Phật. Câu hỏi thứ 16 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, có một số nơi họ nói là họ đã tu đến quả vị A La Hán rồi, nên họ cũng cho là đã giải thoát trong kiếp này rồi. Họ nói A La Hán là quả vị cuối, không còn tái sanh làm người nữa. Thưa bác, làm sao để biết được một người đã tu thành một A La Hán ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16 của Nguyễn Thành Tài. Tính theo thế giới nhân quả luân hồi ở trái đất này, thì người nào tu thành thánh A-la-hán là đã giải thoát được thân tứ đại, nhưng còn phải mang thân trung ấm của điện tử âm dương. Vị này vào trong niết bàn hóa thành để sống, không bị thế giới điện tử âm dương cuốn hút, nên được gọi là thành thánh A-la-hán. Còn thiền tông tu là để trở về Phật giới thành Phật để đi khắp trong càng khôn vũ trụ xem trái đất nào đang phổ biến thiền tông phân thân vào trái đất đó để giúp tánh Phật trở về Phật giới Đức Phật dạy thiền tông không chứng thế gian trở về Phật giới quê an muôn đời muốn về Phật giới phải thôi thôi chứng thôi đắc về nơi niết bàn niết bàn của điện từ quan niết bàn vĩnh cửu không đàn khổ đau thế gian chứng được phần nào đều là sinh tử xin trò về quê câu hỏi thứ 17 của nguyễn thành tài cư ngụ huyện nhà bè thành phố hồ chí minh thưa bác đầu tiên một tánh phật khi được vị thần quản lý tánh phật chấp nhận cho tánh phật vào gia đình để mượn thân người để tạo công đức đem về Phật giới, nhưng tánh Phật lại sợ vào gia đình mà không tạo được công đức, vì tánh Phật tạo nghiệp ác độc mà phải vào hầm lửa, không trở lại làm người tạo công đức được. Nếu tánh Phật từ Phật giới đi vào và muốn nhờ vị thần chỉ đường ra đi về Phật giới luôn, không muốn tạo công đức nữa, như thế có được không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17 của Nguyễn Thành Tài: Câu hỏi này chắc cháu đọc được quyển giáo lý Đạo Phật Thiện Tông rồi, mới hỏi được như vậy. Bác nhân trả lời. Phật tánh đi xem các nơi, rồi người giành dục chơi bời thấy ghê. Hỏi thần, tôi thấy quá ghê, bỏ mượn thân người, trở về quê xưa. Thần rằng chỉ mới thấy vừa, mà sợ rồi hả, bỏ vừa được sao? Vào đây chỉ một đường vào Muốn về Phật giới Phải thừa đức công Không có công đức đường mong Tốt vòng nhân quả Mà mong trở về Muốn về phải qua thảm thê Năm mươi trái đất Mới về được huynh Tánh Phật nào muốn trở về Phật giới Thì phải đi chu du năm mươi trái đất Mới được về Còn phá Chê, chửi, cướp thiền tông thì thôi ở luôn không về. Câu hỏi thứ 18 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, cùng là tánh Phật như nhau, tại sao có tánh Phật thì muốn tạo công đức để đem về Phật giới, còn có tánh Phật khi gặp pháp môn giải thoát thì lại muốn cướp, mà nếu như cướp không được thì lại muốn phá pháp môn giải thoát này? Thưa bác, cùng là tánh Phật với nhau, tại sao lại có sự khác biệt như thế thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 18 của Nguyễn Thành Tài. Cháu phải biết, tánh Phật tuy đồng nhau, nhưng vì vào trái đất theo quy luật âm dương. Tánh Phật nào thích dương, tức thích sáng suốt, không cầu sinh hay làm nô lệ cho ai ở trái đất này. Nghe Pháp môn giải thoát phổ biến ra, thì tánh Phật này đến nghe và chăm chỉ lo tạo công đức trở về Phật giới. Còn tánh Phật nào thích âm, tức tích tối nên cầu sinh lại lục làm nô lệ cho người khác nhất là nghe theo lời dạy của các vị cô hồn khi nghe pháp môn giải thoát phổ biến ra thì thánh phật này làm những chuyện như sau giả tu giải thoát để chửi cướp phá triệt tiêu pháp môn giải thoát này để vào hầm lửa lớn sống cho vui hơn vị này là người khôn tuyệt Câu hỏi thứ 19 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, cháu thấy các đạo hiện nay và trong đạo Phật tu theo pháp môn vật lý, thì khi người ta đến tu học một thời gian, nếu không thích hợp thì người ta không tu nữa, thì người ta sinh ra khỏi đạo đó hoặc là cải đạo để theo đạo khác một cách bình thường. Nhưng cháu thấy riêng đạo Phật khoa học vật lý thiền tông này nếu người đó tu một thời gian nhưng khi bác giải đáp nâng cao thêm hoặc bác nói trắng ra sự thật thì người đó không chấp nhận mà lại chửi lại pháp môn khoa học vật lý thiền tông này là nguyên do đâu thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 19 của nguyễn thành tài cháu phải biết ở trái đất này có hai dạng đạo một là vào đạo tu để sau khi chết được hưởng phúc ở trái đất hay ở các cõi trời hoặc nước cực lạc nên vẫn còn trong quy luật nhân quả luân hồi thì thập đội thánh rất vui nên muốn tu hay không tu cũng bình thường hai là vào đạo tu để sau khi chết được giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi thì thập đội thánh rất ghét vì vậy người nào tu theo đạo giải thoát rồi mà không còn tu nữa thì bị thập đội thánh chửi như sau Sao mày không tu giải thoát nữa đi mà trở lại đây làm gì? Muốn ở lại đây thì phải làm sao cho đại ca xem. Nếu đại ca thấy được thì cho ở lại. Còn đại ca thấy không được thì cút đâu thì cút. Vì vậy, người tu theo đạo giải thoát mà không tu nữa thì phải chửi, phá, cướp, triệt tiêu pháp môn giải thoát này là vậy. Khi đã chửi phá cướp triệt tiêu pháp môn giải thoát này rồi thì bị vị thần thực thi nhân quả cho vào hầm lửa lớn tánh phật thấy sợ quá nên cầu xin các vị đại ca xin cho em vào làm đệ tử để em không bị vào hầm lửa lớn xin đại ca cứu em với câu hỏi thứ 20 của nguyễn thành tài cư ngụ huyện nhà bè thành phố hồ chí minh thưa bác trước đây bác chưa nói đến danh từ thiền tông sư thì cũng có một số thiền tông gia bỏ chùa thiền tông Tân Diệu ra ngoài mở lớp thiền hoặc giảng đạo riêng. Nay bác sắp phong thiền tông sư cho một số anh em thì một số vị này cũng đổi danh thiền tông sư theo. Thưa bác, những vị thiền tông sư giả danh này nhân quả đến với họ như thế nào thưa bác? Những vị này có phải đang phá pháp môn thiền tông không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 20 của Nguyễn Thành Tài những người tự xưng danh thiền sư không bị nhân quả gì cả nếu là thuộc hạ của các vị thánh thì vào thập đội thánh sống rất an toàn còn nếu họ không vào thập đội thánh sống thì cũng có nơi sống rất khỏe đó là hầm lửa to nơi đây không ai dám quấy khóa còn thiền tông sư tử phong cũng không sao thần thực thi nhân quả đưa đi làm việc kế nơi trung tâm trái đất rất sáng Không có bóng tối Ở đây không ai dám đến khuấy khóa mình Câu hỏi thứ 21 của Nguyễn Thành Tài Cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Thưa bác Khi một người mang trọng tội Phải chịu thọ hình dưới địa ngục Thì khi người đó bỏ thân tứ đại Còn lại trung ấm thân và tánh Phật Thì khi bị đọa xuống địa ngục thì người đó phải trả quả bằng thân trung ấm hay là còn mang thân nào nữa hay không thưa bác? Người thọ dưới địa ngục thì thức ăn của họ là những gì thưa bác? Tại sao khi một kiền liên đem thức ăn xuống đó thì thức ăn lại biến thành lửa đỏ thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 21 của Nguyễn Thành Tài. Người ở địa ngục thì mang thân loài địa ngục. Địa ngục là nơi nhiệt độ nóng. Tất cả những gì có ở địa ngục đều là nóng đỏ thức ăn cũng phải nóng đỏ. Vì vậy, một kiền liên đưa cơm cho mẹ ăn, thì thức ăn cũng phải cháy đỏ là vậy. Câu hỏi thứ 22 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, các nhà khoa học hiện nay, họ dùng các thiết bị y tế, họ quét được trên cơ thể con người. Họ thấy được các làn sóng điện bao quanh một thân người. Thưa bác, dòng điện từ cuốn hút trên thân người thế nào để cuốn chặt tứ đại của con người thưa bác Vì con người mà đo điện tâm đồ Nếu còn điện thì con người còn sống Nếu hết điện thì con người chết Tứ đại con người cũng tan rã ra Thưa bác Mục Kiền Liên là vị A-La-Hán có thần thông Là thiên nhãn bậc nhất Thiên nhãn của ông là như thế nào Mà ông nhìn thấy người nào có công đức Để cùng với Đức Phật dùng ánh sáng công đức Chiếu sáng địa ngục phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 22 của Nguyễn Thành Tài. Đức Mục Kiền Liên là bị tu chứng được tha tâm thông, tức mắt hạ âm, nên thấy được loài sống dưới lòng đất và hang sâu gọi là địa ngục, chứ không phải là thiên nhãn. Đức Mục Kiền Liên mới nhìn thấy được mẹ ông bị nhân quả sống ở tầng địa ngục thứ nhất. Khi ăn cơm cơm đỏ như cục than cháy đỏ vậy thấy vậy một kiền liên mới xin phép vị thần quản lý địa ngục thứ nhất xin cho ông đem cơm cho mẹ ông ăn vị thần giữ địa ngục đồng ý nên một kiền liên mới về nhà nấu cơm đem dân cho mẹ ăn nhưng vì nhiệt độ ở địa ngục nóng như lửa nên cơm của một kiền liên đưa cho mẹ ăn thì nóng và cháy như than đỏ vậy vì một kiền liên quá thương mẹ nên đem việc này trình với Đức Phật. Đức Phật mới dạy một kiền liên như sau. Ở trái đất này, nhân quả ai làm nấy chịu, không thể thay đổi nhân quả được. Nếu ông muốn cứu mẹ ông, thì có phương cách như sau. Ông phải tìm cho được 10 vị tăng tu mà đã có công đức từ nhiều đời trước, mời đến đây. Như Lai kiểm xem số công đức này có đủ lực quấn được ác nghiệp của mẹ ông không? Nếu đủ lực thì Như Lai sẽ xin phép vị thần chủ trái đất Xin cho mười vị thánh tăng này Sử dụng số công đức của các vị này Quấn kính ác nghiệp của mẹ ông lại Để cho phước nghiệp của mẹ ông hiện ra Như Lai xin vị thần chủ trái đất Cho mẹ ông hưởng nghiệp phước đức dương ở cõi trời Nếu vị thần chủ trái đất chấp thuận Thì ban thực thi nhân quả thần sẽ cho lên cõi trời hưởng phước nghiệp vuông đợi đến đời mạc thượng pháp như lai cho công bố pháp môn giải thoát ra ở nước rồng như lai cũng xin vị chúa trời cai quản nước mà mẹ ông sống hưởng phước cho trở lại trái đất cũng xin vị thần chủ trái đất cho mẹ ông tái sanh vào nước rồng tạo công đức để mang trở về phật giới nhưng mẹ ông phải chịu ăn năn và sám hối thì Như Lai mới thực hiện chương trình này được. Mục Kiền Liên mới xuống địa ngục hỏi mẹ. Mẹ Mục Kiền Liên đồng ý theo lời dạy của Đức Phật. Nên có buổi lễ chuyển ra gồm các thành phần như sau. Vị thần chủ trái đất cho phép và đứng chứng kiến buổi lễ này. Đức Phật đứng bủa hào quang xuống địa ngục để địa ngục sáng ra. Mục Kiền Liên xuống địa ngục kéo mẹ lên Mười vị thánh tăng ngồi thiền Xuất công đức Để quấn ác nghiệp của mẹ Mục Quyền Liên lại Để cho phước nghiệp dương của mẹ Mục Quyền Liên hiện ra Thì ban thần thực thi nhân quả Đưa mẹ Mục Quyền Liên vãng sanh lên cõi trời Hưởng nghiệp phước đức dương Đợi đến đời mạc thượng Pháp Pháp môn thiền tông của Đức Phật Thích Ca Được cho công bố ra Mẹ Mục Kiền Liên tái sanh làm người Đến học, tạo công đức để trở về Phật giới. Cháu hãy xem hình buổi lễ. Câu hỏi thứ 23 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, cháu thấy các trường hợp là các nhà phát minh, họ tìm ra các nguồn điện, hoặc điện tử, hoặc các định luật tự nhiên trong cuộc sống, dù trước đây họ cũng chưa học qua trường lớp. Thưa bác các nền văn minh trong không gian luôn chuyển như thế nào mà có người lại thấy được nền văn minh đó và áp dụng vào cuộc sống cho chúng ta ngày nay thưa bác tự họ cảm nhận được hay là có một thế giới vô hình nào giúp họ không thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 23 của nguyễn thành tài nền văn minh trong không gian luôn chuyển như thế nào cháu phải hiểu như sau Tất cả văn minh nó nằm ở không gian hết Cứ chu kỳ 10.000 năm loài người lấy xuống sử dụng Người lấy được nền văn minh này Là những người chuyên phần này Khi họ chết Họ vãng sinh lên cõi trời hữu sắc để sống Cứ đúng 10.000 năm Họ trở lại loài người Lấy xuống sử dụng tiếp Ở trái đất này Có số người chuyên về phần này Mà loài người gọi là người phát minh còn thế giới vô hình chỉ có nhiệm vụ là lập ra các đạo mà thôi. Câu hỏi thứ 24 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, cháu thấy có một số camera hồng ngoại có thu được các linh hồn của người chết. Vậy thì tương lai con người có khả năng có thể dùng phương tiện khoa học để tiếp cận được thế giới vô hình không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 24 của Nguyễn Thành Tài. Nếu camera nào có hồng ngoại phân giải cao thì thấy được cõi vô hình. Nhưng có một điều, như đến thời kỳ mà có người sử dụng camera có hồng ngoại phân giải cao thì chính quyền phải cấm. Nếu không cấm thì loài người bị loạn về tâm linh thì thế giới không ổn định được. Vì sao? Vì ở cõi vô hình có đến 80% là thập đội thánh. Mà thập đội thánh này suối loài người làm chuyện sai pháp luật dính vào nhân quả nặng nên luật pháp phải cấm là vậy câu hỏi thứ 25 của Nguyễn Thành Tài cư ngụ huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh thưa bác các nhà khoa học họ dùng những thiết bị thu được tiếng nói từ không gian hoặc những tín hiệu từ ngoài không gian như vậy thì khoa học lên cao họ có thể dùng thiết bị để liên lạc với các cõi trời hoặc các vị thần và thu được tiếng nói của các trung ấm thân không thư bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 25 của Nguyễn Thành Tài. Khi loài người văn minh lên cao rồi thì sẽ thu được tiếng nói từ không gian hoặc những tín hiệu từ ngoài không gian. Nhưng chỉ thu được những tiếng nói ở các hành tinh khác của loài người mà thôi, kể cả nhìn thấy được hình ảnh nhưng không đến gặp mặt nhau được. Vì sao? Vì di chuyển bằng phi thuyền Không đến được Vì sao? Vì các thần tinh có sự sống như chúng ta Cách trên một tỷ cây số Thì làm sao phi thuyền bay đến được Còn các loài trời Loài người chúng ta không liên lạc được Vì sao? Vì loài trời không sử dụng vật chất như loài người Các vị Phật Phân thân vào trái đất Thì chúng ta liên lạc được Nhưng đến thời kỳ này Khi trái đất sắp bị quỷ diệt rồi thì loài người mới tiếp nhận được phần này. Câu hỏi thứ 26 của Nguyễn Thành Tài, cư ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, con thấy các vị hòa thượng, khi họ mất thì các đệ tử tụng và cầu cho giác linh hòa thượng được về cao đăng Phật quốc. Thưa bác, cao đăng Phật quốc là ở đâu và ý nghĩa như thế nào thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 26 của Nguyễn Thành Tài, Chữ cao đăng Phật quốc có ý nghĩa như sau Cao đăng là hào quang ở trên đỉnh đầu Phật quốc là Phật giới Nghĩa là vị hòa thượng nào tu mà có công đức Thì được vị Phật phân thân vào trái đất Rước vị hòa thượng này trở về Phật giới Vị hòa thượng đi bằng trung ấm thân Còn vị hòa thượng nào không có công đức Thì đi bằng giác đinh đi theo vị thần thực thi nhân quả dẫn đi đi đâu thì bác không biết bác chỉ phân tích cho cháu biết vậy thôi cháu muốn biết chính xác thì cháu đến hỏi những vị thầy tu hành đắc đạo các vị sẽ trả lời cho cháu câu hỏi thứ 27 của Nguyễn Thành Tài cư ngụ huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh thưa bác khi tuổi thọ của trái đất được 10 tỷ năm thì trái đất chuẩn bị bể tan rã thành bụi không gian thì con người sống vào thời đó làm sao họ biết để họ dùng phi thuyền để bay đến các hành tinh mới này sống và làm thủy tổ loài người thư bác thưa bác vị phật đầu tiên của trái đất này ông tu như thế nào mà thành phật đầu tiên của trái đất này thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 27 của nguyễn thành tài câu hỏi này có hai ý bác trả lời ý một trái đất tuổi thọ 10 tỷ năm thì các nhà phát minh họ lấy được những hạt hồng ngoại ở không gian chế ra những kính nhau mắt có phân giải cao thấy và nói chuyện được với các vị là ban bệ của trời tứ thiên vương để cho loài người chuyển qua hành tinh mới sống để làm thủy tổ loài người khi nào loài người và một số động vật cũng như thực vật chuyển xong thì hành tinh cũ đến lúc tan rã Bác trả lời ý hai. Còn vị Phật đầu tiên ở trái đất này gọi là Phật Oai Âm Dương. Vị Phật Oai Âm Dương này không tu gì cả mà được 52 vị trời và Phật tuyển chọn làm Phật Oai Âm Dương. Câu hỏi thứ 28 của Nguyễn Thành Tài, cương ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, trước đây cháu từng nghe một vị thiền sư giảng là Trước thời Phật quay âm dương Tự tu mà ngộ thì được Còn sau thời Phật quay âm dương Thì tu là phải có thầy ấn chứng Nhưng ông cũng không tìm được người ấn chứng cho ông Nên ông tuyên bố là ông ngộ đạo Thưa bác Cái trình tự bắt đầu của một vị Phật đầu tiên của trái đất Là như thế nào? Từ vị Phật đầu tiên cho đến các vị Phật xuất hiện sau này là như thế nào à? Cháu cảm ơn bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 28 của Nguyễn Thành Tài. Phật Oai Âm Dương là vị Phật không tu gì cả, mà được 52 vị sau đây tuyển chọn làm Phật Oai Âm Dương, gồm bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương, 10 vị Kim Thân Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất, 6 vị Kim Thân Phật chủ sáu nước cực lạc xuống trái đất, 32 vị Chúa Trời cái quản 32 cõi trời ở tam giới. 52 vị này, chọn 1 trong 6 vị. 1. Thần chủ trái đất. 2. Thần mẫu trái đất. 3. Thánh chủ trái đất. 4. Thánh mẫu trái đất. 5. Tiên chủ trái đất. 6. Tiên mẫu trái đất. 6 vị này, vị nào có công đức nhiều nhất thì được chọn làm Phật quay âm dương. Khi chọn xong rồi Thì mười vị kim thân Phật Rước vị này trở về Phật giới Thành Phật Phật quay âm dương Có nhiệm vụ đầu tiên Là phân thân trở lại trái đất mới Giúp vị thứ hai thành Phật Như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy Bác nhân cảm ơn cháu đã hỏi Câu nào cũng hay là phần đặt câu hỏi của bùi thị tươi cư ngụ xã đông hợp huyện đông hưng tỉnh thái bình như sau con tên bùi thị tươi cư ngụ đông hợp đông hưng thái bình trong bài đường về phật giới công đức phước đức bằng nhau nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy phật gia điều khiển trung ấm thân của phật gia Tự do chở tánh Phật và khối công đức về Phật giới. Vậy xin Thầy cho con hỏi, trường hợp này có khi nào bị hoa tiêu giả thử không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời cho Bùi Thị Tươi, cư ngụ tỉnh Thái Bình. Nếu Phật gia nào phát ra được Pháp Trần, thì đường trở về Phật giới sẽ không bị thập đội cô hồn thử. Kế đến là câu hỏi của Nguyễn Thị Điệp ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Con tên Nguyễn Thị Điệp, sinh năm 1965, địa chỉ khu phố 5, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cho con xin hỏi bác. Bác nói người có công đức mới gặp được Pháp môn Thiền Tông. Vậy nếu mình chưa tạo được công đức hiện tại, như vậy có được gọi là người có công đức ít không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời cho Nguyễn Thị Điệp, cư ngụ tỉnh Bình Dương. Tất cả những người tu theo pháp môn thiền tông hiện nay có hai dạng người. Dạng một, người đã có công đức sẵn nên vừa nghe hai tiếng thiền tông là họ tìm đến học một cách thật tình và chăm chỉ. Dạng hai, người do cô hồn suối bảo nên nghe hai tiếng thiền tông cũng đến tìm giả học để tìm cách cướp phá chê chửi pháp môn thiền tông học này hai dạng người này đi hai nơi như sau một dạng người đến chăm chỉ học và giúp người khác thì người này có công đức trở về phật giới hai dạng người do cô hồn suối bảo tìm cách cướp phá chê chửi pháp môn thiền tông học này thì người này tự tạo siêu ác đức vào hầm lửa lớn. Người đặt câu hỏi tiếp theo là Nguyễn Huỳnh Long, cư ngụ tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Kính gửi ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính chào bác Thiền gia Nguyễn Nhân và Thiền gia Chánh Huệ Phong. Con tên Nguyễn Huỳnh Long, sinh năm 1992, quê quán Thốt Nốt, Cần Thơ. Hiện đang sinh sống tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang, con tìm hiểu Đạo Phật từ năm 2009 Chủ yếu là tìm hiểu những lời Đức Phật dạy là gì Và hiểu về cấu trúc vũ trụ Nhưng trong các kinh chỉ nói với sự trừ tượng khó hình dung được Con vẫn kiên trì tìm hiểu nhưng chỉ dừng lại ở đó Có một lần cách đây một năm Con nghe đến danh Phật Hoàng Trần Nhân Tông Từ bỏ ngôi vua và tu thành Phật con nghe thấy rất vui và muốn tìm hiểu thì cơ duyên con tìm hiểu lần lần trên mạng internet thì con thấy được quyển đức phật dạy tu thiền tông bắt đầu con nghe và lần lượt nghe tiếp quyển huyền ký của đức phật khi con nghe xong như một sự chấn động trong tâm con mà trước giờ con đang tìm kiếm như kẻ mù được sáng kẻ khác được uống nước vậy rồi lần hồi con đã đọc hết 13 quyển sách bác Nguyễn Nhân viết. Con nghe đi nghe lại để hiểu thật rõ ràng tường tận những lời Phật dạy và tu tập cho đúng. Đến nay, con đã tìm hiểu được gần một năm rưỡi và con hiểu được căn bản thiền tông Đức Phật dạy nơi thế giới này. Nên hôm nay con gửi thư này đến trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu và bác Nguyễn Nhân xin được cấp yếu chỉ Thiền Tông để con từng bước vững chãi trên con đường tu tập Thiền Tông. Cho đến khi trở về Phật giới Con hiểu thiền tông Phật dạy Tri kiến lập tri tức vô minh bổn Tri kiến bất lập tri tức tánh niết bàn Con xin cảm ơn bác Con có 6 câu hỏi về thiền tông Con xin bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân giải đáp giúp con ạ à. Con xin cảm ơn bác rất nhiều Câu hỏi 1 của cháu Nguyễn Huỳnh Long Sinh năm 1992 Quê quán Thốt Nốt, Cần Thơ hiện đang sinh sống tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Sau khi con đọc hết 13 quyển sách bác viết, con hiểu như sau về công đức có đúng hay không xin bác cho con biết. Vì có nhân quả mà con người đi luân hồi, vì tạo ra tần số điện từ âm dương trong tam giới này là bất kỳ một hành động nào cũng đều tạo ra kết quả cả. Và cũng vì có nhân quả mà chúng ta mới được về Phật giới riêng hành động mà giúp cho người khác hiểu được càng khôn vũ trụ này và nguồn gốc phật tánh từ đâu đến khiến người ấy hiểu và muốn trở về cội nguồn chính mình thì mình có công đức và công đức này chính là điện từ dương mà khoa học hiện nay gọi là rồ tông có trong hạt nhân nguyên tử rồ tông này rất nặng có từ trường đẩy ra vì chúng ta muốn về phật giới thì phải có lực đẩy và lực đẩy ấy chính là rồ tông được lưu vào vỏ bọc tánh phật mà thôi ở trái đất này muốn gì thì được cái đó vì thế mà chúng ta đầu tiên là phải muốn về phật giới chính vì cái muốn này mà ta đã tạo ra một tần số hay làn sóng không thuộc tam giới này một tần số thoát ra tam giới và muốn thoát ra được thì phải nhờ lực đẩy chính là công đức điện từ proton vì thế mà khi giúp được nhiều người giác ngộ thì điện từ dương sẽ tích lũy càng nhiều trong vỏ bọc tánh Phật làm cho tánh người không chịu nổi sức nặng ấy mà cho tánh Phật tự do ra vào nhưng chỉ sử dụng được khi nhận ra được tánh Phật của mình và hằng sống với tánh Phật ấy mà thôi Vì thế mà khi Ngài Xá Lợi Phất đã chứa rất nhiều công đức trong Phật tánh nhưng đợi đến khi Đức Phật dạy thanh tịnh thiền nhận ra Phật tánh của mình thì Ngài Xá Lợi Phất mới được rơi vào bể tánh thanh tịnh, là tánh Phật thoát ra ngoài vỏ bọc tánh người, bắt được làn sóng điện từ quang có trong Phật giới và biết rõ cội nguồn của mình và biết được đường về Phật giới. Con hiểu như vậy có đúng không? Xin bác giải thích giúp con ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của cháu Nguyễn Huỳnh Long, sinh năm 1992, quê quán Khóc Nốt, Cần Thơ, hiện đang sinh sống tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Cháu trình bày như vậy chỉ đúng về điện từ âm dương thôi. Chứ còn về công đức thì cháu chưa hiểu. Bác đưa ra ví dụ như sau. Cháu so hiểu về công đức mà người tu theo đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam phải biết. Ở trái đất này có bốn loại đức. Một, công đức. Cháu giúp người khác hiểu thật rõ ràng sự thật ở trái đất này và tìm cách từ bỏ nó là cháu có công đức. Công đức này chỉ sử dụng ở Phật giới. 2. Phước Đức Dương Cháu giúp người khác an vui để cháu mong vãng sanh lên các cõi trời hay nước cực lạc sống. 3. Phước Đức Âm Cháu muốn làm người giàu sang ở trái đất này. 4. Ác Đức Cháu lừa những người mê muội lấy tiền của những người này có hai cách cách một đạo phật là đạo giác ngộ và giải thoát cháu không biết mà nói là cháu biết đứng ra tổ chức dạy để dụ những người không biết họ đến nghe cháu nói cháu bị ác đức đó cách hai đạo phật là đạo giác ngộ và giải thoát cháu cũng không biết mà cháu bịa ra những chuyện linh thiêng như vẽ bùa bán Viết phép cho người kém học thức thỉnh thì cháu bị ác đức đó. Câu hỏi 2 của cháu Nguyễn Huỳnh Long, sinh năm 1992, quê quán Thốt Nốt, Cần Thơ, hiện đang sinh sống tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Tánh Phật và các trung ấm thân khi nhập vào thai mẹ theo thứ tự như thế nào ạ? À? Và tánh Phật mới vào khi sanh ra sẽ có biểu hiện và nhận biết như thế nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Nguyễn Huỳnh Long. Tánh Phật và các trung ấm thân khi nhập vào thai mẹ là theo vị thần thực thi nhân quả quyết định. Tánh Phật chưa vào tử cung của mẹ thì còn nhớ những gì trước đó. Khi vào tử cung mẹ ngủ rồi thì quên hết. Vì vậy khi mẹ sinh ra không còn nhớ những gì mà Tánh Phật biết ở Phật giới hay các đời trước. Câu hỏi 3 của cháu Nguyễn Huỳnh Long, sinh năm 1992, quê quán Thốt Nốt, Cần Thơ, hiện đang sinh sống tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Vì sao Đức Phật ban đầu khi mới vào tam giới kiếp thứ nhất vào là người tạo phước Đức Dương được lên cõi trời vô sắc và các kiếp kế tiếp càng giảm dần xuống địa ngục và làm cả hoa báo? Tại sao lại như vậy ạ? À? Có phải bất kỳ Phật tánh nào vào tam giới cũng phải trải qua các kiếp sống như thế rồi mới trở về Phật giới được, xin bác giải đáp. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của cháu Nguyễn Huỳnh Long. Đầu tiên, Tính Phật mang thân và tánh người thì như sau. Thân và tính người ban đầu có 16 thứ trống rỗng. Tính Phật mượn 16 thứ trống rỗng này chỉ thấy, nghe, nói biết mà không biết gì ban thánh chủ trái đất giúp tánh người sống trong gia đình làm người có nhân nghĩa lễ trí tính để không bị nhân quả chờ ngài vị phật cho công bố pháp môn dạy giải thoát ra đến học tạo công đức mang trở về phật giới ban Tiên chủ trái đất giúp tính người sống trong gia đình làm người an nhàn để không bị nhân quả đi luân hồi cũng chờ ngài vị phật cho công bố pháp môn giải thoát ra đến học tạo công đức mang trở về phật giới nhưng vì ở trái đất này tập đội cô hồn quá nhiều nên theo dụ tánh phật điều khiển tánh người làm đủ thứ chuyện để dính vào nhân quả để nhập bọn với chúng khi tánh phật đã bị nhân quả rồi thì vị thần thực thi nhân quả cho đi các nơi không nhớ tạo công đức được nữa nên phải đi luân hồi trong lục đạo Mỗi nơi ít nhất cũng vài lần Mới trở về Phật giới được Trung bình mỗi tính Phật vào gia đình Xin làm con của cha mẹ Luôn ngồi ít nhất là năm trái đất Mới có cơ may trở về Phật giới được Còn nếu tính Phật Mượn thân mà tánh người Mà phá pháp môn giải thoát Thì vĩnh viễn không trở về Phật giới được Câu hỏi 4 của cháu Nguyễn Huỳnh Long Sinh năm 1992 Quê quán Thốt Nốt Cần Thơ, hiện đang sinh sống tại Vĩnh Thuận Kiên Giang. Vì lý do gì mà Đức Phật Thích Ca được Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy và trở thành người toàn năng toàn giác, dạy đạo giải thoát mà không phải là một người khác? Và phải làm gì để trở thành một vị toàn năng toàn giác trong tâm giới này? Xin Bác giải đáp giúp con ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của cháu Nguyễn Huỳnh Long. Đây là do sự sắp đặt bên Phật giới. Cứ 10.000 năm có một vị Phật dạy đạo Phật ở trái đất này. Muốn thành người toàn năng toàn giác thì phải có công đức vô lượng. Phật nhãn mở ra toàn diện thì người này sẽ là người toàn năng toàn giác. Câu hỏi năm của cháu Nguyễn Huỳnh Long, sinh năm 1992 ở huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Vì sao tánh người lại có 16 thứ tánh mà không phải 5 hay 10 thứ tánh? Tánh người hình thành dựa trên nguyên lý gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 5 của cháu Nguyễn Huỳnh Long. Đây là do sự sắp xếp của bản bệ trời tứ thiên vương. Câu hỏi 6 của cháu Nguyễn Huỳnh Long, sinh năm 1992, ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Đức Lục Tổ Huệ Năng để lại thân kim cang bất hoại là có lý do gì? Và việc nửa chiếc y của Đức Phật Thích Ca được chôn cùng với cái bác và nửa chiếc y còn lại thì quấn thân ngài Lục Tổ, điều ấy có hàm ý gì? Xin bác giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn bác rất nhiều. Kính chúc bác Nguyễn Nhân cùng ban quản trị nhiều sức khỏe ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của cháu Nguyễn Huỳnh Long. Đức lục tổ Huệ Năng không có để kim thân Phật Chỉ để lại thân tứ đại mà thôi Phần chôn bát và y của Đức Phật Đây là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Dạy Đức lục tổ Huệ Năng Để người các đời sau tin pháp môn thiền tông Là pháp môn khoa học và thực tế Nên Đức lục tổ Huệ Năng phải dâng lời dạy của Đức Phật Bác Nhân cảm ơn cháu hỏi Tiếp theo là phần đặt câu hỏi của Tô thị Thu Hoài ở Biên Hòa, Đồng Nai. Kính thưa Bác Nguyễn Nhân, con là Phật tử Tô thị Thu Hoài, 39 tuổi, cư ngụ ở Biên Hòa, Đồng Nai. Lời đầu tiên, con xin kính chúc Bác luôn luôn mạnh khỏe để còn giải đáp thắc mắc cho các Phật tử gần xa, hiểu rõ về pháp môn Thiền tông học cũng là tinh hoa của đạo Phật. Hôm nay còn có 9 câu hỏi xin bác giải đáp thắc mắc giúp con ạ à. câu hỏi thứ nhất của tô thị thu hoài cư ngụ tỉnh đồng nai xin bác giải thích ý nghĩa bốn câu ngộ bổn lai tư đồ truyền pháp cứu mê tình nhất hoa khai ngũ diệp kết quả tự nhiên thành bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi thứ nhất Bác sẽ giải thích ý nghĩa bốn câu này. Ngộ bổn lai tư đồ, nghĩa là hiểu xưa nay tánh Phật. Truyền pháp cứu mê tình, có nghĩa là truyền pháp chân thật cứu người mê lầm. Nhất hoa khai ngũ diệp, nghĩa là một hoa nở năm cánh. Kết quả tự nhiên thành, thấy hoa nở biết mình có tánh Phật, tạo công đức mang trở về vật giới, tự nhiên thành Phật. Câu hỏi thứ hai của Tô Thị Thu Hoài Thưa bác, hoài bảo của Đức Phật lập ra đạo, mục đích sau cùng là giác ngộ và giải thoát. Cớ sao con thấy có chùa ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh mang tên là giác ngộ mà lại tổ chức cầu siêu cho người chết vì Covid? Vậy cho con xin hỏi bác, Đức Phật có dạy cầu siêu cầu an không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ hai Câu này cháu hỏi có hai ý. Ý một, cớ sao chùa ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, mang tên là Giác Ngộ, lại tổ chức cầu siêu cho người chết vì Covid. Đây là ý tốt của chùa này. Ý hai, thời Đức Phật có dạy cầu, nhưng cầu cho mình tu gặp được pháp môn giác ngộ và giải thoát của Đức Phật dạy, chứ không cầu các việc khác. Câu hỏi thứ ba của Tô Thị Thu Hoài Thưa bác, phần giải đáp trước, con có nghe bác nói Bí kiếp trở về Phật giới, những gì bác nói ra thì con đã hiểu Như vậy, cho con xin hỏi bác Đường trở về Phật giới còn bí kiếp nào mà bác chưa nói ra không ạ? À? Nếu còn thì bí kiếp nào nữa ạ? À? Con cảm ơn bác nhiều Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ ba. Đường trở về Phật giới không có bí kíp. Bí kíp là những gì mà Đức Phật dạy sự thật ở trái đất này, không nói ra cho đại chúng biết, gọi là bí kíp. Câu hỏi thứ tư của Tô Thị Thu Hoài Thưa bác, người học thiền tông ngoài tạo công đức, học thuộc lời dặn dò đường trở về Phật giới Sống một cách bình thường Không tưởng tượng Không theo dệt Không cầu cúng Không sát sanh Con hiểu như vậy có đúng không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ tư Câu này Cháu hiểu như vậy là rất đúng Câu hỏi thứ năm của Tô Thị Thu Hoài Thưa bác Ngủ ấm xí thạch khổ Thí dụ Sắc ấm Thọ ấm Tưởng ấm Hành ấm và thức ấm xin bác giải thích từng ấm một cho con hiểu ạ à. con cảm ơn bác bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ năm ngủ ấm xí thạch khổ gồm sắc ấm có thân thì phải khổ vì thân tỏ ấm nhận vô thân thì thân phải giữ khổ cho thân tưởng ấm thân tưởng mà không thực hiện được là thân phải khổ hành nắm thân làm được thì thân phải khổ lo giữ không làm được càng khổ hơn tức ấm thân biết được mà không làm được thân còn khổ vạn lần câu hỏi thứ sáu của tô thị thu hoài oán tắc hội khổ Xin bác giải thích bốn từ này ạ. À. Con cảm ơn bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ sáu. Quán ghét người khác đủ điều. Cái khổ gia tăng 10 lần khổ thường. Câu hỏi thứ bảy của Tô Thị Thu Hoài. Thưa bác, trong kinh Pháp Bảo Đàn của dịch giả Thích Nữ Trí Hải, có đoạn niệm niệm không gián đoạn là công tám thức hành tánh bình trực là đức tự tu tánh là công tự tu thân là đức như vậy cho con xin hỏi mấy câu trên có đúng không ạ à? con cảm ơn bác bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi thứ bảy câu này dịch giả thích nữ trí hải không biết công đức là gì nên mới nói như vậy chữ công đức này tiến sĩ Phật học còn không biết Muốn chi là một dịch giả bình thường Công đức này chỉ có chùa Thiền Tông Tân Diệu Cho công bố pháp môn Thiền Tông ra Thì người tu mới biết công đức là gì mà thôi Câu hỏi thứ 8 của Tô Thị Thu Hoài Xin bác giải thích hai ý Vô sở đắc mà đắc Thế nào là bi Còn cảm ơn bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ 8. Bác giải thích hai ý. Vô sở đắc mà đắc, tức không được mà được. Tu trở về Phật giới không đắc gì cả mà được thành Phật. Thế nào là bi? Chữ bi này là u bi khổ não. Câu hỏi thứ 9 của Tô thị Thu Hoài. Thưa bác theo con được biết hiện nay có rất nhiều thế lực chống phá thiền tông muốn dẹp bỏ pháp môn này những người tìm đủ mọi cách để chứng tỏ họ là tác giả của đạo phật khoa học thiền tông còn tự xưng mình được đức phật bắn điện từ giao phó để nối tiếp dòng thiền tông vậy cho con xin hỏi bác những dạng người này có lòng tham và kiến chấp quá mức phải không ạ à? Con xin cảm ơn bác nhiều. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi thứ 9. Trong tánh người có 16 thứ tánh. Người nào sử dụng tánh tham nhiều quá thì đi chiếm lấy của người khác. Đây là lẽ tự nhiên. Còn người nào sử dụng tánh ác nhiều quá thì dẹp bỏ của người khác. Đây là lẽ bình thường. Còn người nào thích danh nhiều quá thì xưng đủ thứ danh trên đời Đây là lẽ đương nhiên Các câu hỏi tiếp theo là của Nguyễn Thị Bích Ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Cháu chào bác Nguyễn Nhân Cháu chúc bác mạnh khỏe, bình an Cháu tên là Nguyễn Thị Bích Cư ngụ số nhà 176, phố Trung Kính Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Cháu có 10 câu xin hỏi bác ạ à. Câu hỏi 1 của Nguyễn Thị Bích, cư ngụ thành phố Hà Nội. Bác nói, còn bí kíp chưa nói ra. Vậy, bí kíp Đức Phật muốn dạy gì cho các môn đồ của mình cũng như cho toàn nhân loại thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của Nguyễn Thị Bích. Bí kíp mà bác chưa nói ra là những lời dạy tuyệt mật của Đức Phật. Bí kíp của Đức Phật nói ra có lợi lớn cho những người mê tín họ bỏ được mê tín mà hãy cũng rất nhiều người sống bằng cái nghề mê tín câu hỏi 2 của Nguyễn Thị Bích thưa bác tại sao Đức Phật thành lập ra giáo đoàn Phật giáo mà lại không kèm theo quyển giáo lý để các môn đồ của mình biết hành cho đúng mà lại chỉ dạy ẩn ý thôi để các môn đồ của mình cứ phải suy tưởng, mò mẫm để rồi không ai giống ai, thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2. Đức Phật thành lập ra giáo đoàn Phật giáo dạy đạo, có đến 6 pháp môn tu. Mỗi pháp môn Đức Phật đều có kèm theo quyển giáo lý, để các môn đồ của Ngài biết mà hành cho đúng. Bác không biết lý do gì mà các môn đồ của Đức Phật Lại không đem quyển giáo lý của Pháp môn ra học Phần này cháu có biết thầy nào Cháu thưa hỏi xem Chứ bác không dám xem vào chuyện của các thầy tu Câu hỏi 3 của Nguyễn Thị Bích Thưa bác Khi bí kiếp Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được mở ra Thì có giúp ích được gì cho các nhà khoa học và nhân loại không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3. Bí kíp đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được mở ra. Người nào đọc được bí kíp này thì rõ những gì có trên trái đất này. Không gì mà không biết. Có lợi rất lớn cho người dân Việt Nam. Không tin sai sự thật ở trái đất này, dù là hữu hình hay vô hình. Nhất là người tu theo các đạo, không sai câu hỏi 4 của Nguyễn Thị Bích Tại sao Đức Phật không dạy chỉ một pháp môn giác ngộ và giải thoát từ đầu mà lại bày ra dạy những sáu pháp môn thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 Sự thật, ban đầu Đức Phật chỉ có dạy một pháp môn giác ngộ và giải thoát thôi Nhưng vì các môn đồ của Đức Phật chửi Đức Phật là điên Vì vậy, Đức Phật sợ quá phải dạy thêm năm pháp môn tu có chứng có đắc để các môn đồ của đức phật thích mà theo đức phật tu còn pháp môn giác ngộ và giải thoát này đức phật phải bí mật truyền theo dòng thiền tông để khi loài người văn minh lên thật cao hiểu sâu về kiến thức khoa học vật lý thì mới xin phép chính quyền và giáo hội phật giáo cho công bố ra nếu chính quyền và giáo hội phật giáo cho công bố ra thì cũng còn bị các vị thầy hành nghề cúng chửi còn không là thời đức phật nữa các thầy chửi như sau pháp môn giác ngộ và giải thoát là của bọn ma vương pháp môn giác ngộ và giải thoát là của bọn tà ma ngoại đạo pháp môn giác ngộ và giải thoát là của người bị bệnh hoang tưởng pháp môn giác ngộ và giải thoát là của người bị bệnh tâm thần Ôi chùa chòa, Khi pháp môn giác ngộ và giải thoát này Được phép chính quyền và giáo hội Phật giáo cho công bố ra Mà các thầy cúng còn chửi khủng khiếp như vậy đó Chửi người phổ biến không nói gì Mà còn chửi luôn Đức Phật nữa Là ông thầy không biết chữ Viết ra pháp môn giác ngộ và giải thoát làm sao được Câu hỏi 5 của Nguyễn Thị Bích Tại sao pháp môn thứ 6 Các thầy tu không dạy mà lại là người không phải thầy tu dạy ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 5. Cháu hỏi như vậy là sai. Pháp môn thứ sáu có ai dám dạy đâu? Chùa Thiền Tông Tân Diệu, su tầm viết ra cho độc giả đọc thôi. Cháu thắc mắc, bác trả lời cho cháu biết vậy thôi. Nếu bác đứng ra dạy pháp môn thứ sáu này, thì các thầy chửi bác đó. Còn chuyện thầy tu không dạy pháp môn thứ sáu này Cháu nên đi tìm hỏi các thầy Chứ bác làm sao biết được Câu hỏi 6 của Nguyễn Thị Bích Như ở trong sách Thiền Tông viết Đức Phật duy nhất muốn dạy cho loài người biết hai phần Một là giúp cho loài người thấu hiểu sự sống nơi trái đất này Cũng như trong một tam giới Như vậy là Đức Phật muốn dạy cho tất cả nhân loại Chứ đâu chỉ riêng có Đạo Phật Cháu được sinh ra bên đạo Thiên Chúa, cháu rất mong muốn tất cả mọi người hay tất cả các đạo đều có thể tiếp cận đọc được những lời chân thật quá quý này, để khi họ hiểu rồi thì họ sẽ biết chọn con đường nào mà họ muốn. Nếu như nhà nước cho phép xuất bản quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam thì cháu rất mừng. Cháu nghĩ nhà nước có cái lực để cho toàn dân hay tất cả các đạo đều có thể tiếp cận đọc được những lời chân thật tuyệt quý và khoa học này nhưng ngập một nỗi ví dụ như đạo thiên chúa chúng cháu chẳng hạn chỉ cần nhìn thấy chữ đạo phật hay chữ ông phật thôi là đã không thể đọc rồi vì nó không cùng đạo vậy cháu mong bác và nhà nước xem có cách nào để ai ai cũng có thể tiếp cận đọc được như là một môn khoa học vật lý tự nhiên không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6. Phần này cháu nên xin chính quyền. Chứ bác chỉ là người sưu tầm lời của Đức Phật dạy, viết ra thành sách. Xin xuất bản hợp pháp, bán kiếm tiền, tu bổ chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nay cháu thắc mắc hỏi, bác là một soạn giả viết sách, thì bác phải có bổn phận trả lời cho cháu mong cháu hiểu cho bác. Bác soạn giả Nguyễn Nhân. Câu hỏi 7 của Nguyễn Thị Bích. Cháu xin bác chỉnh sửa và chỉ căn bản từ người mới bắt đầu vào thiền tông cho đến khi trở về Phật giới cho cháu và mọi người cùng biết để không bị lạc ạ. À. Cháu xin cảm ơn bác. Thưa bác, người không theo đạo nào hay người tu theo các pháp môn khác hay người ở đạo khác, nếu muốn hiểu lời dạy chân thật tuyệt quý và khoa học này thì chỉ cần có một lòng kiên cố, kiên trì đọc và tìm hiểu thật kỹ lưỡng các quyển sách thiền tông và phải nghe các bài bác giải đáp thiền tông thì sẽ lấy được cái trí tuệ giác ngộ và giải thoát có đúng không thưa bác? Hai, người tu thiền tông muốn đi đúng đường thì phải nắm thật vững cái quy luật vật lý, nhân quả luân hồi, điện từ âm dương cuốn hút và phải biết tánh Phật là thấy, nghe, nói, biết thanh tịnh, tánh người là 16 thứ dính với trần cảnh và mình làm việc gì cứ chăm chú việc làm của mình, không suy nghĩ việc không liên quan là đủ rồi. Không cần dẹp vọng tưởng để cho nó thanh tịnh tìm kiếm hay dẹp vọng tưởng nghĩ đúng sai đó là dụng công tu rồi và phải hiểu rõ cái ý suy nghĩ hành động việc làm của mình cái gì nó thuộc về điện âm và nó ở thế giới nào cái gì nó thuộc về điện dương và nó ở thế giới nào cái gì nó thuộc về điện từ quan và nó ở thế giới nào hay là cái suy nghĩ việc làm của mình nó thuộc về công đức hay phước đức, hay ác đức và nó đi về đâu? Và phải hiểu kỹ lưỡng, coi chừng loài thánh lừa mình. 3. Khi mình tạo công đức thì phải đúng quy luật, đúng công thức của cái làm công đức của điện từ quan Khi mình đã hiểu được quy luật nhân quả luân hồi và hiểu công thức thoát ra khi có duyên tạo công đức thì mình hiểu rồi thì mình cứ âm thầm giúp, mình làm với tấm lòng chân thành trong sáng, không vì danh lợi, không nghĩ mình làm giúp cho người này, người kia sẽ được công đức hay phước đức, không khoe hay bất chấp thứ gì, không kiêu hãnh với cái hiểu hay cái giải thích của mình, vân vân, mình cứ làm một cách bình thường, đừng có nhiệt tình. Cháu xin bác chỉnh sửa và dạy thêm cho cháu và mọi người cùng biết ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7. Nói về căn bản của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, thì cháu phải hiểu căn bản như sau. Một là tổ chức có 7 nơi rõ ràng. Một, càng khôn vũ trụ không biên giới. Hai, Phật giới, càng khôn vũ trụ có đến đâu thì Phật giới có đến đó. 3. Tam giới là một vùng rất nhỏ, đường kính chỉ có 10 tỷ km thôi. 4. Trái đất, trong một tam giới có 6 hành tinh giống như trái đất này, còn hành tinh làm vật tư là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Để sản xuất ra hành tinh như chúng ta đang sống thì có hàng hà xa số nhiều hơn số cát của nhiều tỷ sông Hằng bên nước Ấn Độ nữa. 5. Cõi trời dục giới Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện tử âm dương, năm màu sắc rất đậm. Trong đó có hành tinh của vị Chúa Trời quản lý, gọi là hành tinh thiên đàng. 6. Cõi trời hữu sắc Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện tử âm dương, 12 màu sắc, lung linh rất đẹp. Trong cõi trời hữu sắc này có 6 hành tinh, cấu tạo bằng điện tử âm dương, cũng 12 màu sắc, nhưng thanh tịnh, rất đẹp. Trong đó có 6 hành tinh gọi là nước trời cực lạc, do 6 vị Phật làm chủ. Mỗi vị Phật làm chủ một hành tinh. 7. cõi trời vô sắc có 11 hành tinh, cấu tạo bằng điện tử âm dương, không màu sắc. Tất cả những hành tinh này do vị trời quản lý, danh gọi là Đức Chúa Trời. Riêng sáu hành tinh nước trời cực lạc do sáu vị Phật làm chủ. Tất cả 45 hành tinh này là do ban bệ trời tứ thiên vương tạo ra và làm chủ. Những vị quản lý sáu hành tinh trái đất gọi là thần thánh tiên chủ trái đất. Những vị quản lý 33 hành tinh ở cõi trời gọi là Đức Chúa Trời. Những vị quản lý 6 hành tinh nước trời cực lạc gọi là Đức Phật. Tất cả những phần nêu trên Đức Phật gọi là Tam Giới. Còn các nhà khoa học hiện nay gọi là Hệ Mặt Trời. Hai là tổ chức các đạo. Mỗi đạo tổ chức tu đi một nơi như một đạo trời do Đức Chúa Trời thành lập tu để lên nước thiên đàng sống hai đạo thần do thánh chủ trái đất lập tu có sức mạnh để bảo vệ gia đình và tổ quốc ba đạo thánh cũng do thánh chủ trái đất lập tu để giúp con người sống thánh thiện với nhau đạo tiên cũng do thánh chủ trái đất lập tu để giúp con người sống nhàn hạ mà không phạm pháp năm đạo phật do vị bồ tát ở cõi trời đấu xuất xuống trái đất, đất lập ra đạo phật có sáu pháp môn tu pháp môn một tu để thành thánh a la hán tức thánh sống trong cô tịch pháp môn hai tu để thành giảng sư đạo phật hành nghề giảng sư kiếm tiền pháp môn ba tu để thành kỹ sư đạo phật hành nghề kỹ sư làm giàu Pháp môn 4, tôi đã thành vãng sanh lên nước trời cực lạc sống, hưởng sung sướng tột cùng. Pháp môn 5, tôi đã thành thần y trị bệnh, để có danh và tiền. Pháp môn 6, không tu chi học tạo công đức để trở về Phật giới. Nhà nước cho tự do tín ngưỡng và tôn giáo, ai muốn tu gì thì tu, nhưng phải đúng luật pháp. Như một Đạo tu thì phải có giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, đạo phục, giấy và bằng chứng nhận, vân vân. Hai, phải có trụ sở hợp pháp, không ra công viên, bãi biển hay rừng để tu. Ba, phải có giấy phép hoạt động, tập trung hợp pháp. Bốn, phải có giấy cam kết không làm tổn hại môi trường. 5. Phải có giấy cam kết không làm chính trị hay phản động 6. Phải có giấy cam kết không mê tín dị đoan Bác trình bày tóm gọn cho cháu biết Tùy ý cháu lựa chọn Cháu hỏi về đạo tổ chức bài bản và đúng nhất Bác trả lời là đạo thiên chúa Vì sao đạo thiên chúa tổ chức bài bản và đúng nhất? Vì đạo thiên chúa tu có quyển giáo lý rõ ràng vì đạo thiên chúa tu có nhân quả rõ rệt như tu đúng giáo lý thì lên thiên đàng sống tu sai giáo lý thì xuống địa ngục sống còn cháu hỏi về đạo khoa học vật lý thì bác nhân trả lời là đạo phật pháp môn thứ sáu trình bày gì cũng khoa học không nói chuyện linh thiêng vì linh thiêng là do các loài thánh năng thang ở trái đất này làm ra để người thích linh thiên Cúng cho thấm ngang thang ăn Đây là tu phước Câu hỏi 8 của Nguyễn Thị Bích Bài đường về Phật giới Cháu đọc hết cả 3 trường hợp Đến cuối trường hợp 3 Cháu có nói thêm một đoạn nữa Để cho nhớ Đoạn nói là Mình phải nhìn cho thật kỹ Hình ảnh nó quay Hoa tiêu trước mặt mình là ai Như lai like đừng có tới di là đừng có theo hay có bất cứ màu gì hình ảnh cảnh gì cũng không màng đến chỉ khi nào nhìn thấy có một chấm hoa tiêu nó luôn xoay một chiều nó có một màu sáng vàng trong nó xuất hiện ở trên đỉnh cao bên ngoài sức hút của trái đất ánh sáng bủa xuống mình cứ bay theo ánh sáng bủa xuống đó mình bay thẳng lên thì mới đúng Cháu nói thêm một đoạn như vậy có đúng không thưa bác? Cháu xin bác chỉ dạy ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8. Câu nói của cháu rất đúng. Nhưng bác xin nói rõ phần này. Trung đống thân còn trong gồm 5 km. Hoa tiêu xuất hiện là giả. Trung đống thân ra ngoài 10 km. Hoa tiêu xuất hiện là thật. Hoa tiêu xuất hiện trước mặt là giả hoa tiêu xuất hiện từ trên hư không là thật, hoa tiêu có màu vàng sáng trong là thật, hoa tiêu có màu vàng nhưng trong hoa tiêu có màu gì trong đó là giả. Câu hỏi chính của Nguyễn Thị Bích, thưa bác chỉ cho chúng cháu căn bản học bài đường về Phật giới như thế nào cho đúng và dễ phát ra pháp trần ngạ. À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính. Chúng cháu cứ nhớ hoài đường về Phật giới, tự nhiên Pháp Trần xuất hiện. Câu hỏi 10 của Nguyễn Thị Bích Bác nói lúc lâm chung mới sử dụng thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri. Vậy cháu chưa hiểu lúc lâm chung đang nằm trên giường bệnh, thần đau đớn, cảm thấy thiếu hơi thở, mệt mỏi. Vậy hằng tri là hằng tri cái gì thưa bác? Xin bác nói thật rõ cho cháu và những người tu thiền tông hiểu ạ à. Trên đây là những câu hỏi của cháu Xin bác chỉ dạy ạ à. Cháu cảm ơn bác và tổ đình chùa thiền tông Tân Diệu Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 Khi còn mang thân tứ đại mới đau Chuyển qua trung ấm thân không còn đau Lúc này mới sử dụng thanh tịnh rỗng lặng hàng tri Bác Nguyễn Nhân cảm ơn cháu Nguyễn Thị Bích Hỏi. Tiếp theo là 17 câu hỏi của Nguyễn Đức Thành ở thành phố Huế. Câu hỏi 1 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế. Có lần bác nói 36 vị tổ là do hai vị Phật hóa thân nói nhau liên tiếp để lưu giữ mạch nguồn Thiền tông. Vậy các vị ấy có khác gì với người bình thường không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của Nguyễn Đức Thành. Đã mang thân người thì ai cũng như ai. Nhưng có khác một chút là tánh phàm tánh Phật khác xa nghìn trùng. Câu hỏi 2 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế. Khi người chết đi nếu đi đầu thai làm loài súc sanh thì chung ấm thân sẽ vào thân tứ đại của loài súc sanh đó vậy tánh phật có nương vào loài súc sanh đó không ạ à? ngoài tánh thú loài súc sanh còn có tánh gì nữa không ai quản lý nhân quả của chúng để chúng có thể trở lại thành người sau khi hết nghiệp làm súc sanh bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 2 của nguyễn đức thành cháu phải biết trung ấm thân là gì là một cái vỏ bọc trong đó gồm có tánh phật tánh người khối nghiệp thiện vã nếu có công đức cũng bị bôi đen thì ở trong trung ấm thân này đầu thai vào loài nào thì đem hết số nghiệp này vào tánh của loài đó ví dụ đầu thai vào làm loài xuất sanh 10 năm khi hết nghiệp đi ra thì thần quản lý tiếp Câu hỏi 3 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế. Trong video giải đáp cho Huỳnh Thị Thu Lan, bác có nói con người có tánh tiên. Nhưng trong hình ảnh minh họa chỉ thấy có năm thứ tánh, đó là tánh Phật màu vàng, tánh người màu cam, tánh thần bên phải màu đỏ, tánh thánh bên phải màu trắng. Tánh của hồn bên trái màu xám. Vậy cho cháu, hội tánh tiên nằm ở đâu ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Nguyễn Đức Thành Tổng thể tánh của một con người có 6 loại tánh Loại 1 Tánh Phật màu vàng Loại 2 Tánh người màu cam Loại 3 Tánh thánh màu trắng Loại 4 Tánh tiên màu xanh Loại 5 tánh cô hồn màu xám loại sáu tánh thần màu đỏ sao xem tánh của mỗi người có sáu thứ tánh như dưới đây tu làm sao thoát ra ngoài nhân quả luân hồi của thế giới vật chất này đây tánh phật công đức mang về tánh người mười sáu thứ tánh bụng về tánh thánh không hề dối gian tánh tiên nhàn hạ một đàn an vui tánh hồn kéo về với tôi tánh thần nhân quả là đường thực thi. Câu hỏi 4 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế Người tu theo pháp môn trung thừa để trở thành giảng sư nhà Phật Bác có nói những người này có thể nhận tiền dân cúng của người khác Vậy nhận như thế nào là đúng, nhận như thế nào là sai Xin bác chỉ giúp cháu Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Nguyễn Đức Thành. Người cúng tiền bao nhiêu tùy ý, nhưng nhận tiền vừa đủ là đúng. Còn nhận nhiều quá là tham. Câu hỏi 5 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế. Bác có nói, người tu theo pháp môn Đại thừa để thành tụ kỹ sư nhà Phật có thể tìm kiếm phát minh ra vật chất hữu dụng để bán lấy tiền nhưng chỉ đủ sống. Vậy kiếm đủ sống là hiểu như thế nào ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi năm Nguyễn Đức Thành. Đủ sống là mình cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Câu hỏi 6 của Nguyễn Đức Thành, cư ngụ ở Huế. Trước đây cháu có nghiên cứu kinh dịch nếu bây giờ cháu đã theo Thiền tông nhưng lấy kinh dịch để đoán biết được trước sự việc diễn ra nhằm phục vụ công việc đầu tư, kinh doanh kiếm tiền lời thì có vi phạm nhân quả không ạ? À? Xin Bác chỉ giúp cháu. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Nguyễn Đức Thành. Cháu phải biết, tu theo Thiền tông khác với tu có chứng đắc. Tu chứng đắc thì còn kiên cử, tu thiền tông, tự làm ăn, làm đường phạm pháp thôi. Bắt trước vô trần nhân tông mà tu. Không vi phạm ai, ai vi phạm thì trừng trị, không hề nhát, không cầu lại ai. Làm ăn bình thường, muốn trở về Phật giới, tạo công đức. Muốn lên cõi trời, tạo phước đức. Câu hỏi 7 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế. Thưa Bác, Ngọc Hoàng Thượng Đế là ai? Sống ở đâu trong tam giới này? Vị ấy có nhiệm vụ gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Nguyễn Đức Thành. Ngọc Hoàng cũng gọi là Thượng Đế là Chúa Trời hành tinh Thượng Đế nằm ở bầu hoàng đạo một tam giới. Vị ấy có nhiệm vụ lập ra đạo Thiên Chúa ở trái đất này ở trái đất này người nào muốn lên thiên đàng sống thì phải tu cho thật đúng quyển giáo lý của đức chúa trời dạy sau khi chết được lên nước thiên đàng sống câu hỏi 8 của nguyễn đức thành cư ngụ ở huế thưa bác đấng chí tôn ở trái đất này là ai vị đó có nhiệm vụ gì ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 8 của nguyễn đức thành Đấng Chí Tôn cũng gọi là Ngọc Hoàng hay là Thượng Đế Ở trái đất này có danh là Thái Cực Tiên Ông Chuyên đi lập các đạo ở mỗi địa phương Tùy theo danh gọi của địa phương Câu hội chính của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế Khi đi theo hoa tiêu của vị Phật đến rước Nhưng chưa tới thời điểm Trái đất di chuyển đến hải triều dương của tam giới Để về Phật giới Thì tánh Phật và khối công đức Đứng đợi ở đâu ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của Nguyễn Đức Thành Câu hỏi này cháu hỏi sai Khi trung ấm thân đi theo qua tiêu của vị Phật đến trước, Trung ấm thân này theo qua tiêu Đến tầng bình lưu của trái đất gặp Đức Phật, Đức Phật bảo chờ, khi nào trái đất quay đến trung tâm vận hành luân hồi, thì Đức Phật đưa vào trung tâm vận hành luân hồi, trung ấm thân là điện tử ấm dương, tự tan rã, bị hút trở lại trái đất. Tánh Phật và khối công đức được điện tử dương đẩy ra cửa hải triều dương của tam giới, trở về đến phật giới. Câu hỏi 10 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế. Cháu nghe bác giải đáp cho một số Phật tử thiền tông rằng chỉ có loài ngạ quỷ mới ăn thức cúng của loài người. Vậy bác cho cháu hỏi loài thần, loài thánh, loài tiên cũng là loài vô hình thì có ăn không ạ? À? Nếu ăn thì ăn cái gì? Loại thức ăn đó từ đâu có được? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Nguyễn Đức Thành. đội thần, đội thánh, đội tiên có chỗ ăn riêng của các vị, giống như những người làm cho công ty vậy, không đi ăn thức ăn ở đường phố, không đi ăn thức ăn bố thí của người khác. Câu hỏi 11 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế. Trong một lần giải đáp, bác có nói người nào biết được pháp môn thiền tông và theo học pháp môn thiền tông này là người đó đã có công đức. Có đúng vậy không ạ à? Nếu như có công đức Có phải là công đức của đời trước không Và công đức đó có được Cộng thêm vào khối công đức Của đời này không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời Câu hỏi 11 của Nguyễn Đức Thành Người có công đức ở đời trước Lưu giữ trong kho như lai tàn Của mỗi người Mỗi đời nếu có cộng thêm vào công đức ở trong kho như lai tàn không khi nào mất nhưng vị thần phải bôi đen để người sống được nơi thế giới vật chất điện từ âm dương này câu hỏi của cháu rất đúng câu hỏi 12 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế trước đây trong một buổi giải đáp bác có nói người theo pháp môn thiền tông không nhất thiết phải có giấy chứng nhận yếu chỉ hai bí mật thiền tông. Chỉ cần có công đức và biết công thức trở về vật giới là có thể giải thoát được. Nhưng làm sao biết được mình có công đức? Có nhiều hay ít? Bác có thể cho cháu biết dấu hiệu để biết mình có công đức không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Câu hỏi 12 của Nguyễn Đức Thành Phần công đức nhiều hay ít, tức độ sáng trong kho như lai tàn. Chỉ vị nào kiến bằng tánh Phật thì mới thấy và biết được mà thôi. Còn việc trở về Phật giới một mình cũng được. Nhưng với điều kiện là phải biết đường đi về. Giống như mình đi du lịch nước ngoài vậy. Còn không biết đường mà đi một mình thì hên xui. 99% phải theo thập loại thánh. Thành Phật ở thập loại thánh lang thang gọi là thành Phật lang thang. Câu hỏi 13 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế. Cháu có cho một số người mượn sách của bác viết trong ý thức cháu nghĩ cho mượn như vậy sẽ tạo được công đức. Thưa bác, cháu nghĩ như vậy có phải là thiếu trong sáng trong việc tạo công đức không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 của Nguyễn Đức Thành. Cháu cho người khác mượn sách của bác viết, cháu đừng nghĩ gì hết. Khi nào người ta khen và cảm ơn, chỉ biết cười là đủ. Thì mới gọi là trong sáng. Còn chuyện công đức có hay không là chuyện của công đức. Khi nào tự nhiên trong lòng cháu nghe vui là có công đức đó. Câu hỏi 14 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế. Cháu thấy có nhiều người tải video giải đáp Thiền tông trên trang thientong.com của chùa Thiền tông Tân Diệu rồi đẩy lên YouTube. Như vậy có tạo được công đức trong sáng không ạ? À? Vì nếu người nào nhanh tay đẩy lên YouTube trước thì được nhiều người biết đến. Còn người nào đẩy lên sau thì không được. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 của Nguyễn Đức Thành. Phần này, người nào tạo công đức như vậy gọi là tạo công đức vì danh. Có bao nhiêu công đức cũng bị vị thần bôi đen hết. Người nào tạo công đức bằng danh thì dễ bị các vị thánh lang thang gạt công đức mà tạo bằng danh thì công đức không trong sáng vị thần không giao cho ban nghi lễ dù có bao nhiêu công đức cũng không về phật giới được trừ trường hợp người có nhiệm vụ này câu hỏi 15 của nguyễn đức thành cư ngụ ở huế cháu định nhiều lần chia sẻ để cho mọi người biết và cũng là để tạo công đức. Nhưng khi nghe bác giải đáp, bác nói người theo thiền tông phải là người có kiến thức khoa học vật lý, nên cháu không dám chia sẻ nữa. Vì cháu thấy những người có kiến thức khoa học vật lý thì thường không theo đạo nào. Mình nói pháp môn thiền tông là đạo Phật là họ đã có rào cản trong tâm trí. Vậy cháu nói thiền tông là một triết lý thôi. Có bị vi phạm gì không ạ? À? Xin bác chỉ cho cháu. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 của Nguyễn Đức Thành. Cháu nói Thiền tông một cách bình thường là được. Nhớ không tuyên truyền. Trừ người nào có nhiệm vụ là được. Cháu nói Thiền tông là một triết lý là được, không vi phạm gì hết. Câu hỏi 16 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế trước đây bộ sách của bác xuất bản thông qua hai nhà xuất bản tôn giáo và hồng đức hai nhà xuất bản ấy đều thuộc tổ chức nhà nước cháu thấy hiện nay có một số nhà xuất bản tư nhân xuất bản được rất nhiều sách vậy cháu có thể liên hệ để hỏi giúp bác xuất bản cuốn giáo lý đạo phật khoa học vật lý thiền tông được không ạ bác nguyễn nhân trả lời Câu hỏi 16 của Nguyễn Đức Thành Cảm ơn cháu Cháu có ý như vậy là rất tốt Nhưng quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam Phải do nhà xuất bản tôn giáo Bộ nội vụ cấp phép xuất bản mới được Còn không thì thôi vậy Một lần nữa bác cảm ơn cháu Câu hỏi 17 của Nguyễn Đức Thành cư ngụ ở Huế trong trường hợp cuốn giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông không được xuất bản, bác có thể cắt nhỏ nội dung lên và đưa lên mạng với nhiều hình thức khác nhau. Nếu người nào thật sự mong muốn học thì họ phải sưu tầm, tổng hợp và tự kết nối lại. Như vậy, có được không thưa bác? Hay là có một nguyên tắc bí mật nào mà bác không thể làm như vậy? Xin bác chia sẻ một chút cho chúng cháu hiểu được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17 của Nguyễn Đức Thành. Này cháu Nguyễn Đức Thành, cuốn giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam phải đường đường chính chính xuất bản mới được, không phổ biến bất cứ hình thức nào. Đây là nguyên tắc của pháp môn đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam đó cháu. Cảm ơn cháu đã hỏi cuối cùng trong phần giải đáp hôm nay là các câu hỏi của nguyễn thị thùy trang ở cao lãnh đồng tháp kính gửi ban quản trị chùa thiền tông tân diệu kính gửi đến bác nhân lời chúc sức khỏe luôn được mỹ mãn chúc các huynh tỷ trong ban quản trị luôn khỏe mạnh để giúp cho pháp môn thiền tông ngày càng vững chắc tôi tên nguyễn thị thùy trang Phật tử Thiền Tông, 43 tuổi, ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nhờ bác Nguyễn Nhân trả lời giúp cháu, các câu hỏi gồm 24 câu như sau. Câu hỏi 1 của Nguyễn Thị Thùy Trang ở tỉnh Đồng Tháp. Thưa bác, ngày xưa khi Đức Phật dạy Pháp môn giải thoát, thì cúng dường sẽ có công đức. Vậy bây giờ bác cũng đang dạy Pháp môn giải thoát là một vị đạo nhân vô tu vô chứng sao bác không để cho phật tử thiền tông cúng dường để tụi cháu có công đức ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi một của nguyễn thị thùy trang bác chỉ là một soạn giả làm gì đủ tư cách để các cháu cúng dường số tiền này cháu tìm cách khác để tạo công đức là tốt nhất Câu hỏi 2 của Nguyễn Thị Thùy Trang. Thưa bác, khi con nghe bác giải đáp lần đầu hay đọc sách lần đầu thì con chỉ hiểu vậy thôi. Và sau khi đọc sách hay nghe lại 2 3 lần sau thì con cảm giác hiểu biết sâu xa và cảm ngộ được nhiều điều mà con không ngờ được. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2. Vậy là tốt Ít người được như cháu vậy Bác tin rằng cháu sẽ tiến xa và nhanh theo pháp môn thiền tâm học này Câu hỏi ba của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, trong Kinh Pháp qua Đức Phật luôn ẩn dụ có duyên ngọc Có phải ý nói con người chúng ta Ai cũng có cái tự nhiên thấy, tự nhiên nghe, tự nhiên nói và cái biết sáng suốt thanh tịnh nhưng không biết sử dụng suốt ngày lại phật cho con được thanh tịnh phải không ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi ba trong kinh pháp hoa đức phật luôn ẩn dụ có viên ngọc minh châu đó là tánh phật của mỗi người chúng ta đó là bốn thứ thấy nghe nói biết của mỗi người chúng ta mà không biết đem ra sử dụng mà cứ đi cầu người này lại người kia. Đức Phật nói chúng ta là người mê muội đó. Tánh Phật ai cũng như nhau, không đem sử dụng mà nhào cầu sinh. Phật rằng đừng bỏ Phật mình, đừng lại ma quỷ mà mình quá ngu. Muốn giải thoát, đừng có tu, nếu tu mà được là tu luân hồi. Muốn về Phật giới phải thôi, Thôi đi tất cả luân hồi bỏ ta Lời vàng của Phật Thích Ca Dạy cho nhân loại thoát ra luân hồi Muốn thoát luân hồi phải thôi Thôi đi tất cả luân hồi lìa ngay Thiền Tông chỉ dạy cho ai Có thức khoa học mới tu thiền này Thiền Tông chỉ dạy như vậy Buông, dừng, thôi dứt là đẩy ta về thế giới vật chất ham mê ham mê càng mạnh không về được đâu nếu ta ngu ngốc nguyện cầu thì vào thập thánh còn đâu về nhà câu hỏi 4 của nguyễn thị thùy trang thưa bác khi cha mẹ ruột mình cho mình một số tiền mình dùng tiền ấy tạo công đức Vậy cha mẹ có được công đức không? Và nguyện làm sao để cha mẹ có công đức ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 Cháu lấy số tiền của cha mẹ ruột cho cháu Cháu tạo công đức Cháu nói cho cha mẹ cháu biết Cha mẹ cháu vui là cha mẹ cháu có công đức Còn cha mẹ cháu không vui thì cha mẹ cháu không có công đức câu hỏi năm của nguyễn thị thùy trang thưa bác cha mẹ ruột cho con một số tiền khá nhiều con nhận tiền ấy có ảnh hưởng gì đến con đường giải thoát không ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi năm không ảnh hưởng gì đến đường giải thoát cả cháu muốn giải thoát là cháu phải có công đức và ham muốn giải thoát cháu có công đức mà cháu không muốn giải thoát thì cháu cũng không giải thoát được cháu có công đức cháu muốn giải thoát nhưng cháu không biết trường trở về phật giới thì chắc chắn cháu phi đi theo thập đội thánh ở trái đất này câu hỏi 6 của nguyễn thị thùy trang thưa bác sao tánh phật nhất quyết xuống thế giới loài người để chịu cảnh sanh già bệnh chết mà tạo công đức khi vào thai mẹ quá nhiều kiếp nên quên vô minh nhiều lớp họ muốn giải thoát mà không thể nào hiểu được phật tánh là sao thì làm sao để họ hiểu ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi sáu tánh phật đầu tiên ở phật giới thấy kim thông phật quá lớn còn tánh phật như là một nguyên tử sáng nên tò mò nó hỏi kim thông phật sao kim thông phật quá lớn còn tánh phật tôi quá nhỏ làm sao có kim thông phật để mang đi đi nơi này nước kia kim thông phật trả lời muốn có kim thông phật để mang thì hãy vào thế giới loài người mượn thân và tánh người tạo công đức đem về phật giới được điện từ quan chiếu vào khối công đức này khối công đức này trở thành là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân vật định hình ra tánh phật ẩn vào kim thân phật này mang kim thân phật đi sẽ trở thành là kim thân phật tánh Phật nghe dễ quá nên nhờ Kim Thân Phật đưa tánh Phật vào thế giới loài người tạo công đức. Khi tánh Phật vào mượn thân và tánh người tạo công đức, không chịu tạo mà lại thích tạo nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ nên phải chịu cảnh sanh già bệnh chết là vậy. Đã không chịu tạo công đức mà thấy ai tạo công đức lại chửi cho người phổ biến công thức tạo công đức Là bị bệnh tâm thần Bị bệnh quan tưởng Cho chuyện làm bùa làm phép bán Có nhiều tiền Là không sanh già bệnh chết Muốn cho lời người hiểu quy luật này Không phải dễ Đức Phật dạy Một triệu người nghe đến danh từ giải thoát Có đến 70% Họ chửi cho là bệnh tâm thần Có 20% Họ muốn dẹp pháp môn giải thoát này Có 19% họ cho là người khùng Chỉ có 1% họ thích Nhưng khi họ vào tu Chỉ có một phần ngàn được thành công mà thôi Câu hỏi 7 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, con người ai cũng có Phật tánh Là ai cũng có khả năng thành Phật phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7. Đúng rồi, con người ai cũng có Phật tánh. Chuyển thành Phật, sau cùng rồi ai cũng phải thành Phật. Nhưng vì hiện nay người ta không chịu thành Phật, mà muốn thành thần, thành thánh, thành tiên, thành cô hồn, nên chưa chịu thành Phật. Câu hỏi 8 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, bây giờ con hiểu được tạo công đức là tạo ra kim thân một vị phật khi trao đổi cùng bạn thiền tông hay dắt đến kim thân phật thì công đức có bị bôi đen không hay bị chấp ngã không bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 8. ở trái đất này người tạo công đức là phải bị bôi đen để sống với thế giới vật chất này khi nào gần trở về phật giới cháu không còn giao dịch làm ăn nữa thì công đức mới không bị bôi đen để cháu nhìn thấy qua tiêu của vị phật mà trở về phật giới câu hỏi chính của nguyễn thị thùy trang thưa bác con người có năm tánh khi tánh nào mạnh thì nó đè điều khiển cái suy nghĩ và hành động mình phải làm theo phải không ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi chính Cháu phải hiểu căn bản như sau Tánh Phật mượn thân mà tánh người tạo công đức Đầu tiên tánh người là trống rỗng Chỉ có 16 thứ tánh thôi Tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức Ban thánh giúp cho tánh người trống rỗng này Hằng thiện để tạo công đức Ban tiên giúp cho tánh người trống rỗng này Hằng nhàn hạ để không tạo nghiệp Chỉ lo tạo công đức thế giới này thập loại cô hồn đi rong khắp nơi dụ tính người làm những chuyện như sau đi bị nhân quả ở trái đất và tam giới này một tu lên trời để hưởng phước hai tu lên nước trời cực lạc vui chơi tột cùng ba tu để làm thần để có sức mạnh bốn tu để làm thánh để có hiển linh năm tu để làm tiên để sống an nhàn sáu tu theo cô hồn để ăn thức cúng vì vậy mà thập loại cô hồn mới suối mình tu để không tạo công đức để không trở về phật giới vì nguyên lý này những người tổ chức tu các phần ở trên chửi người tu tạo công đức là vậy câu hỏi 10 của nguyễn thị thùy trang thưa bác thế giới loài người là trung tâm vận hành luân hồi là các loài như loài trời, loài thần, loài súc sanh, loài địa ngục, loài ngạ quỷ. Khi duyên họ trả hết nghiệp xấu hay hưởng sự tốt đẹp rồi sanh lại làm người. Nên mới có nhiều người khác biệt phải không ạ? À? Nên có những người từ cõi thấp đến nên không thể nào nhận biết pháp môn thiền tông phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 Đúng rồi, loài người là trung tâm làm chuyện luân hồi để đi các nơi như một lên trời để hưởng phước, hai lên nước cực lạc để hưởng sung sướng tột cùng, ba làm người giàu sang để hưởng vật chất, bốn làm ác để xuống địa ngục, năm lường gạt người mấy muội để làm hoa báo, sáu làm siêu ác để vào hầm lửa lớn sau khi hưởng phước phải trả nghiệp xong quay trở lại làm người tạo nghiệp tiếp riêng người tạo siêu nhân quả không được trở lại làm người vì sao vì phước đức và ác đức bị lửa trong hầm lửa lớn đốt cháy hết rồi nên không còn nghiệp để mang thân người nữa mà phải chuyển sang làm kiếp vi trùng ăn thịt thối thôi câu hỏi 11 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, Phật tử Thiền Tông cũng biết tạo công đức nhiều kiếp, hay lên được cõi a di đà thì họ cũng tạo nghiệp thiện. Mà sao Phật tử nào tìm đến giải thoát cũng gặp nhiều nghiệp ngã ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11. Phật tử nào tìm đến giải thoát cũng gặp nhiều nghiệp ngã là có nguyên do như sau. Một trước kia mình là đệ tử trung thành của thánh nay bỏ thánh mà về phật giới nên vị thánh không đồng ý nên thánh tìm đủ mọi cách để phá hai trước kia mình là đệ tử trung thành của cô hồn nay bỏ cô hồn mà về phật giới thì cô hồn quyết không cho về nên phá vì vậy phật tử nào tìm đến giải thoát cũng gặp nhiều nghiệt ngã là vậy Câu hỏi 12 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, hiện nay do dịch bệnh nên nền kinh tế đi xuống Vậy Phật tử Thiền Tông phải sử dụng tài chánh như thế nào cho phải phép ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12 Phần này cháu áp dụng câu Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm Câu hỏi 13 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, dịch bệnh trầm trọng, Phật tử Thiền Tông có khả năng kháng lại không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 Thiền Tông sống bằng thực tế và khoa học Đừng có tưởng tượng thần thánh vào đây mà bị cô hồn lừa mình đó Mình cứ sống thuận theo khoa học vật lý là được Muốn ngừa bệnh Covid-19 thì giết ngừa đủ 3 mũi thuốc là ngừa bệnh. Đừng có tưởng tượng thần thánh vào đây mà trở thành con người yếu hèn, kiếp nhược. Chúng ta mang thân tứ đại thì phải trị bệnh bằng thuốc. Chứ đừng có mơ mộng thần thánh giúp mình mà trở thành người không trí tuệ, không sáng suốt. Câu hỏi 14 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác! Hiện giờ Trung Quốc luôn rình rập đất nước Việt Nam Mà pháp môn thiền tông được công bố ở Việt Nam Vậy Việt Nam có được an toàn không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 Mình tu thiền tông thì cứ lo tu thiền tông Chuyện quốc gia để nhà nước lo Nhà nước bảo mình làm gì thì mình làm nấy Đừng có đem thiền tông vào chuyện của nhà nước mà mất đi trật tự xã hội. Câu hỏi 15 của Nguyễn Thị Thùy Trang Bây giờ con thường hay đọc câu Thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri Để khi tắt thở, con nhớ mà thực hiện, có được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 Tu thiền tông, cứ lo làm ăn. Khi nào rảnh, thì nhớ đến câu thanh tịnh, rỗng lặng, hàng tri là đủ. Có dịp thì tạo công đức. Đừng bận tâm nhiều mà mất công việc làm. Đừng có tu theo đạo cầu khẩn, đạo cúng, đạo tụng, tạo lợi lục mà mất thời gian. Câu hỏi 16 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, mùa dịch bệnh có nhiều người đi từ thiện rồi bị nhiễm Covid chết. Sao họ làm phước mà yếu mạng hay vì tiếp xúc không cẩn thận, gọi là làm phước không trí tuệ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16. Làm từ thiện là tốt, nhưng phải tuân thủ cách ly như ngành y tế đã chỉ dẫn. Làm từ thiện mà không tuân thủ cách ly và 5 k thì rất nguy hiểm đến bản thân mình. Vì vậy mình sẽ làm người từ thiện không có trí tuệ sáng suốt. Sở dĩ người làm từ thiện mà không sống suốt là người tin vào thần thánh giúp đỡ mình. Người làm từ thiện quên rằng thần thánh mà còn sợ cô hồn thì làm sao giúp đỡ mình được mà trông cậy vào thần thánh. Câu hỏi 17 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, có khi bác nói tu thiền tông rất dễ, khi thì rất là khó. Xin bác phân tích chỗ khó và chỗ dễ rõ hơn ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17. Tu thiền tông rất dễ là tu cho thật đúng. Đói ăn, mệt ngủ. Tu thiền tông rất khó là tưởng tượng đủ thứ nên rất có tu thiền tông và vậy. Câu hỏi 18 của Nguyễn Thị Thùy Trang. Thưa bác, có khi bác nói thế giới này không cầu ai được. Khi thì bác nói thế giới này là thế giới nhân quả. Ai dụng công mong muốn là thành tựu. Xin Bác giải rõ phần nào cầu không được và phần nào cầu được ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 18. Cháu phải hiểu, thế giới này là nơi ngũ thú tập cư, không cầu ai hết. Thế giới này là thế giới nhân quả. Dụng công mong muốn để thành tựu thì được thành tựu đó ví dụ cháu muốn thành thánh thì cháu dụng công tu theo đạo thánh cháu muốn thành thần thì cháu dụng công tu theo đạo thần cháu muốn thành tiên thì cháu dụng công tu theo đạo tiên cháu muốn thành cô hồn thì cháu dụng công tu theo đạo cô hồn cháu muốn thành hiển linh thì cháu dụng công tu theo đạo hiển linh cháu muốn thành bác ái thì cháu dụng công tu theo đạo bác ái cháu muốn có tình thương thì cháu dụng công tu theo đạo tình thương cháu muốn có từ bi thì cháu dụng công tu theo đạo từ bi vân vân cháu muốn tu thành phật thì cháu lo tạo công đức học công thức trở về phật giới thành phật câu hỏi 19 của nguyễn thị thùy trang thưa bác có phải thế giới này có đủ thứ đam mê khi thiền tông ra đời nói đến giải thoát là không mê bất cứ thứ gì gọi là trái ngược với vật lý nên ai mà mê muội là họ rất ghét thiền tông phải không ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 19 đúng vậy thế giới đam mê vật chất mà thiền tông ra đời nói đến giác ngộ và giải thoát nên họ rất ghét là phải Người nào muốn được giác ngộ và giải thoát Thì họ mới cảm ơn thôi Câu hỏi 20 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác Phật tử Thiền Tông Dám buông là không mê Cho dù có bất cứ ai thử mình điều gì Phải không ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 20 Đúng rồi Phật tử Thiền tông dám buông là không mê. Cho dù bất cứ ai thử mình đều không sợ. Câu hỏi 21 của Nguyễn Thị Thùy Trang. Thưa Bác, bây giờ con mới cảm nhận được con người ai cũng bị lực điện từ âm dương cuốn hút nên mới mê mà không cưỡng lại được phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 21. Cháu hiểu như vậy là rất đúng Xứng đáng là một Phật tử thiền tông Việt Nam vào đó Câu hỏi 22 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, khi mình suy nghĩ Như hận ai đó muốn trả thù họ Là do loài cô hồn suối mình làm chuyện phạm pháp phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 22 Đúng rồi khi mình suy nghĩ hận ai đó, mình muốn trả thù là do cô hồn suối mình làm, nên mới phạm pháp. Câu hỏi 23 của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác, sao con nghe các Phật tử hỏi các quý thầy giảng sư về giải thoát, mà các quý thầy không trả lời thẳng vào trọng tâm, mà cứ lòng dòng cuối cùng cũng không trả lời thỏa đáng câu hỏi ạ, à, không giống như bác phân tích từng ý, ngắn gọn, thẳng vào trọng tâm rất dễ hiểu. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 23. Vị thầy nào chuyên về thiền tông thì mới trả lời giác ngộ và giải thoát được. Vị thầy nào không chuyên về thiền tông thì không trả lời thẳng vào trọng tâm được, thì phải trả lời vòng vòng là vậy. Câu hỏi 24 cũng là câu hỏi cuối cùng trong đợt giải đáp này của Nguyễn Thị Thùy Trang Thưa bác Chùa Thiền Tông đã phải trải qua sự công kích nhiều khó khăn Đến hôm nay thì có được bình an chưa ạ? À? Cuối lời Con xin cảm ơn bác rất nhiều ạ à. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 24 Chùa Thiền Tông Tân Diệu ngu như cục đá vậy Ai chửi chùa không nghe Ai công kích chùa không thấy Ai cho là tà đạo, chùa không biết Ai nói chùa là ma vương, chùa không hay Vì chùa thiền tông tân diệu bị ngu đến nổi Mang tên là chùa bốn không Một là không thấy, bị đuôi Hai là không nghe, bị điếc Ba là không biết, bị vô tri Bốn là không nói, bị câm vì chùa Thiền Tông Tân Diệu bị bốn thứ ngu ngốc như nêu trên nên có ai công kích có ai chửi có ai khám xét có ai ngăn cấm vân vân chùa không thấy chùa không nghe chùa không nói chùa không biết vì chùa thiền tông tân diệu không có bốn phần ở trên nên chùa thiền tông tân diệu không thấy khó khăn gì đến hôm nay chùa thiền tông tân diệu vẫn trơ trơ như cục đá không ai rinh đi chùa thiền tông tân diệu vẫn bình an như không có chuyện gì xảy ra. Bác Nguyễn Nhân cảm ơn cháu Nguyễn Thị Trị Trang, Phật tử Thiền tông ở Cao Lãnh, đồng tháp đã đặt câu hỏi. Bác Nguyễn Nhân. Ban quản trị tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu xin cảm ơn tám vị nêu trên đã gửi câu hỏi. Nhờ thiền gia Sọng Giả Nguyễn Nhân trả lời các thắc mắc của các vị. Mọi thắc mắc về pháp môn thiền tông thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau. Số điện thoại 1 0792 400 843 Nhận câu hỏi thiền tông 1 Số điện thoại 2 0878 912 953 Nhận câu hỏi thiền tông 2 hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông 2013 gmail com Về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau. 1. Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về pháp môn thiền tông học này. 2. Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng. 3 kèm theo tấm ảnh màu 4 x 6 cm. 4. Những câu hỏi hay được ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng thiền tông.com để nhiều người biết. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu